Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đá mài hàng nội địa của Nhật nhá, hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác. Và lô này bên shop về thì giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó, giá rất tốt cho bác luôn. Thì bên em có hai mẫu, nó sẽ là đá đỏ và đá vàng nhá, đá đỏ và đá vàng. Đấy. Đá đỏ này thì nó sẽ là độ mịn là 3000 8000 và đá vàng này là độ mịn 5000 10000. Hàng đều là hàng nội địa Nhật nhá, made in Japan cho các bác. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác thì giá rất là tốt luôn. Đây một cái viên đá mài chất lượng như này các bác này. Đấy. Hàng thì nó sẽ là chữ của nó là in trực tiếp trên đá luôn nhá, chữ in trực tiếp trên đá luôn, hàng nội địa của Nhật này. Thương hiệu Katashiwa, made in Japan nhá, made in Japan. Đó, hàng rất là chất lượng cho các bác và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn, một cái viên đá mài như này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là độ mịn 3000 8000 và độ mịn 5000 10000, hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Đó. Thì nó sẽ có kèm cho các bác một cái miếng lót như này nhá, một cái miếng lót như này để các bác khi mình mài thì nó khỏi bị trơn trượt nhá. Đấy, để trên các mặt bằng mình mài thoải mái luôn. Đấy. Hàng vận chuyển từ bên Nhật về thì thi thoảng nó có những viên nó bị gọi là hơi sứt nhẹ như này thì không có vấn đề gì các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là đá đỏ nhá. Đấy, cái này đá nó màu đỏ này, độ mịn là 3000 8000 này. Đấy, hàng thương hiệu Katashiwa, made in Japan. Lên cho em là đá đỏ nhá. Viên đá đỏ này thì giá của nó sẽ là 70.000 cho một viên thôi. Đó, đá mài hàng Nhật nhưng mà giá thì cực kỳ Việt Nam luôn. Đó, viên này thì lên cho em là đá đỏ nhá. Đấy. Lên cho em là đá đỏ này. Giá của nó sẽ là 70k cho một viên nhá. 70.000 cho một viên đá đỏ như này. Đấy, 70.000 cho một viên đá đỏ như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em cái viên này thì nó sẽ là đá vàng nhá. Lên cho em là đá vàng. Đấy, nó sẽ là màu vàng. Giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k. Con này thì độ mịn của nó sẽ là 5000 10000 nhá, 5000 trên 10000. Đó, 5000 trên 10000. Đó. Còn con đá đỏ này thì độ mịn của nó sẽ là 3000 trên 8000 nhá, 3000 trên 8000. Đây, độ mịn của nó sẽ là 3000 trên 8000. Thì lưu ý các bác khi mài thì các bác cứ mài cho em cái độ mịn cao trước, sau đó thì mài cái độ mịn ít trước nhá. Đấy, độ mịn ít trước. Ví dụ 3000 8000 thì các bác mài cho em cái phần 3000 này trước, sau đó thì mình mài lên cái 8000 này để mình lấy bén nhá. Đấy. Và cái 5000 10000 thì cũng vậy, thì các bác mài cho em cái độ mịn 5000 trước, sau đó thì các bác mài lên cái độ mịn 10000. Đấy thì độ mịn càng cao thì mài dao càng nhanh bén nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là đá đỏ nhá. Đá đỏ thì sẽ là 70.000 cho một viên như này. Kích thước của nó sẽ là gần 20 nhá, gần 20. Đấy, bản thì rộng là khoảng 4 cm và cao thì khoảng là 3 cm nhá. Bản rộng khoảng 5 cm và cao khoảng 3 cm. Đấy, 2 cm rưỡi 3 cm. Đó. Tiếp theo em lên cho bác đó là kia ổ đúc vàng nhá. Các bác lên cho em là ổ đúc vàng, giá của nó sẽ là 45k cho một con ổ đúc vàng như này, 45.000. Lên cho em là ổ đúc vàng. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng chống va đập thoải mái luôn, chống va đập thoải mái luôn các bác nhá. Đó. Và lá của nó đều 100% là bằng lá đồng hết nhá. Bên trong của nó là lá đồng hết. Ổ đúc chống va đập về nhà các bác xoáy cái bát ốc này ra sau bắt vít vào cho em. Công suất của nó sẽ là 16A 250V, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và giá thì chỉ có 45.000 thôi, 45k. Lên cho em là ổ đúc vàng, giá sẽ là 45.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là một cái con đèn kim. Đấy, giá sẽ là 80k nha. Dòng này thì không có pin nhá. Bên em bán thì không có pin đâu. Cái này em lắp pin vào để em thử cho các bác xem thôi, chứ còn bên em bán là nó sẽ không có pin. Về nhà các bác tự lắp pin nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn này. Rất là đẹp luôn, khi thả ra nó sẽ là nhiều màu như này. Rất là đẹp các bác nhá. Đó, rất đẹp luôn. Và giá thì cực kỳ là hấp dẫn nhá. Đấy, rất nhiều màu sắc như này, rất là đẹp này. Đó. Giá thì sẽ là 80k nhá. Lên cho em là đèn kim, giá của nó sẽ là 80.000. Đó, 80.000 cho một con đèn kim như này. Lên mã cho em là đèn kim, giá sẽ là 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng để trong các cái hệ thống nhà hàng khách sạn. Trong cái hệ thống nhà hàng khách sạn nó dùng để nó sử dụng trong nhà hàng khách sạn nhá, rất là tuyệt vời luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy. Và nó sẽ có những cái que như này để khi mà các bác mở ra thì các bác cắm vào cho em để cho nó thơm nhá. Cái này thì rất là thơm luôn. Đây, nó sẽ có một cái nơ đeo rất là đẹp như này. Có một cái nơ này để các bác đeo này. Nơ các bác đeo cái nơ này vào đây cho em này. Đó. Sau đó thì các bác để trong nhà hàng khách sạn. Đấy, phòng ngủ, phòng tắm, nhà ăn, nhà vệ sinh đều được hết nhá. Đó. Thì về nhà các bác giật cái này ra. Giật cái này ra này. Đấy. Giật cho em, mở cho em cái nắp này ra này. Đấy. Các bác mở cho em cái nắp này ra, sau đó thì cái này nó đậy rất là chặt luôn, sau đó thì cắm cái bấc này vào. Đó. Nước hoa khách sạn. Mùi thơm cực kỳ là thơm luôn. Đấy. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu quá nhá. Đấy, và giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Một cái lọ nước hoa khách sạn như này. Lên cho em là nước hoa khách sạn nhá. Giá chỉ có 30.000 thôi. 30k cho một lọ nước hoa khách sạn như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng dây điện nhá. Đấy.
Thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thước rút trước này. Đấy, nó sẽ có cái dòng là thước móc khóa nhé. Các bác lên cho em là thước móc khóa. Chiều dài của nó sẽ là 2m và nhân với lại 6mm nhá. Con này thì có thể cuộn tròn như này được này. Đấy. Hàng này của nó là thép siêu mềm luôn và cái hệ thống lò xo của nó rất là tốt này. Đấy. Các bác thả cái nó phật vào ngay. Đó. Giá thì chỉ có 50k thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. Đó, bên em sẽ về nó có hai màu, màu vàng và màu đồng như này. Đấy, bác nào chọn màu thì báo, còn không thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Nó sẽ có màu vàng và màu đồng như này, rất là đẹp luôn. Đấy. Con này thì nó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay như này thôi và chiều dài của nó là được 2 mét nhá. Nhân với lại bản của nó là 6mm nhá. Số to cực kỳ rõ ràng luôn các bác này. Dùng rất là ngon, rất tuyệt vời luôn. Thì các bác có thể đeo vào móc khóa này để mình sử dụng sơ cua, mình cần lấy kích thước nhanh thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, kích thước của nó là 2 mét. Giá sẽ là 50k nhá. Lên cho em là thước móc khóa nhá, có thể đeo vào móc khóa như này được. Lên cho em là thước móc khóa, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao chặt của Đức nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là dao chặt Đức này, một con dao cực kỳ chất lượng luôn. Bản thì dày khoảng 2 ly nhá. Hàng made in Germany này. Đó, dao chặt của Đức nhá. Con này thì chắc là nó nặng khoảng là 4 lạng gì đấy nhá, nặng khoảng 4 lạng gì đấy, rất là nặng luôn, cầm cực kỳ đầm. Con này chặt thì cực kỳ là ngon, thép trắng không gì nhá, dùng cực kỳ là ngon luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng 30cm. Các bác lên cho em là dao chặt Đức nhá. Đó, dao chặt Đức này. Đấy, dao chặt của Đức mà. Đấy, lên cho em là dao chặt Đức, giá của nó sẽ là 150k nhá. 150.000 cho một con dao chặt Đức như này. Con này thì rất là đẹp luôn con này. Đấy. Em sẽ thử test thử dọc giấy cho bác xem như nào nhá. Đấy. Em đã gieo cho em là dao chặt Đức nhá, để em thử test dọc giấy cho. Đó. Khá là bén luôn các bác này. Đấy. Dao chặt mà dọc giấy như này là khá là ngon rồi các bạn. Đấy. Bình thường thì nếu mà những con dao chặt thì rất là khó để dọc giấy thôi nhá. Tại vì cái bản của nó khá là dày. Nhưng mà con này dọc giấy ok, tức là hàng rất chất lượng các nhá, hàng rất chất lượng này. Hàng made in Germany. Đó, lên mã giúp cho em là dao chặt Đức nhá. Dao chặt Đức, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Chắc con này thì nặng khoảng 4 5 lạng gì đấy nhá. Đấy, cũng khá là nặng luôn, nặng khoảng 4 5 lạng gì đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Lên cho em là dao chặt Đức, giá của nó sẽ là 150.000, 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tô vít xanh nhá. Các bác lên cho em là tô vít xanh, giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Đấy, tô vít xanh này. Đấy, tô vít xanh, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái vít xanh như này. Đấy, tô vít xanh giá của nó sẽ là 40.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vít, một công nối dài và 30 mũi vít nhá. 30 mũi vít khác nhau. Đó, to nhỏ lớn bé mẹ con, lục giác ba khe đầy đủ hết cho các bác luôn. Con này thì rất là tiện, các bác chỉ cần là lắp vào đầu vít này cho em này, sau đó thì mình sập cái này vào này. Đấy. Cái này thì các bác có thể tùy chỉnh dài ngắn ở đây nhá. Đấy, tùy chỉnh dài ngắn ở đây để mình sử dụng này. Đấy, thích chỉnh dài thì được dài, thích chỉnh ngắn thì được ngắn nhá. Đó, rất là tiện. Đây, đấy, rất tiện luôn. Và ngoài ra nó sẽ có cả một cái đầu công ngang như này thì các bác có thể lắp vào đây. Lắp vào đây để mình xoáy ngang cho em này, rất là tiện này. Đấy, xoáy ngang, có cả công ngang luôn. Thì đây nó sẽ là những cái hàng vít phổ thông nhá. Lục giác ba khe múi khế, rồi nói chung là tất cả các loại như này. Đây là các bác dùng để sửa chữa lặt vặt máy tính, điện thoại rồi laptop các kiểu con là điều đều được hết nhá. Đấy là mình sử dụng thôi. Hàng rất chất lượng và xịn sò luôn. Lên cho em là tô vít xanh, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con tô vít xanh như này nhá. Tô vít xanh giá của nó sẽ là 40k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen quạt. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đây sẽ là một con sen quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt nhá. Đấy. Tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Thì bên shop về thì nó sẽ là một cái dòng sen như này. Con này dùng nóng lạnh thoải mái nhá, dùng nóng lạnh thoải mái luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái này là giúp đóng ngắt trên tay này, đóng ngắt trên tay này, điều chỉnh tăng giảm áp lực nước này. Dây dài 1,5m nhá. Đấy, các bác về các bác kết nối dây vào đây cho em. Dây dài 1,5m, có thể ngoắt nghéo này, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Thì con này giá thì chỉ có 100 cành thôi. Con này bên shop bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì khỏi phải bàn rồi. Giúp tăng áp lực nước rất là tốt và dùng nóng lạnh thoải mái. Đây, hàng đóng gói cực kỳ đẹp luôn. Lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Sen quạt này. Tăng áp nhá, sen quạt tăng áp giá sẽ là 100 cành nhá. 100k cho con sen quạt tăng áp như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác nhá, bình thường mà các bác dùng cái sen thường thì nó rất là yếu. Đấy, nhưng mà dùng con sen quạt này thì nó rất là mạnh. Giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Đây các bác này, đấy, có thể ngoắt nghéo này, điều chỉnh này, đấy, nước ra dạng lưới này, tăng áp lực nước rất là tốt luôn các bác nhá. Đó, cánh quạt quay giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá.
lên mã giúp cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình tắm xịt rửa rất là thích luôn. Dùng cái vòi bình thường thì nó rất là yếu, nhưng mà dùng cái sen quạt tăng áp này thì nó khá là mạnh luôn. Và có lõi lọc luôn nhá, có lõi lọc luôn. Đấy, giá thì chỉ có 100 cành thôi. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, con này thì tức là dòng cảm ứng chuyển động đấy. Các bác cứ có người đi đến thì nó sẽ sáng, và hết người thì nó lại tự tắt. Nó rất là tiện như vậy. Thì về nhà các bác chỉ cần đấu trực tiếp điện 220 cho em. Sau đó thì con này nó có ốc yếc các thứ đầy đủ cho bác luôn này. Đấy, về nhà các bác đấu điện trực tiếp 220 cho em. Sau đó thì mình xoáy cái đèn vào đây, và nó sẽ là cái đuôi cảm biến này. Ở đây nó sẽ làm cái đuôi cảm biến như này. Khi mà có người qua thì nó sẽ sáng, và không có người qua thì nó sẽ lại tắt nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có để cho các bác là 16 giây, 32 giây và 300 giây. Và có chế độ là sáng ban ngày, sáng ban đêm hoặc là sáng cả ngày. Đấy, nó rất là tiện. Giá thì chỉ có 60k thôi. Lên cho em là đuôi đèn này, đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn cảm ứng. Giá của nó sẽ là 60k cho một con đuôi đèn cảm ứng như này. 60.000 các bác nhá. Rất là tiện. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác này. Vị trí thích hợp, sử dụng các loại bóng đèn công suất dưới 60W. Đấy. Đèn tự động bật tắt khi có người vào nhà vệ sinh, nhà tắm, không cần phải dùng tay bật công tắc bóng đèn nữa, không sợ tay ướt sờ vào bị điện giật, tiết kiệm điện và tránh lãng phí. Không còn phải lo sợ ngã trên cầu thang tối đêm nữa. Với đèn cảm ứng, tên trộm cũng không dám bén mảng đến các khu vực được bảo vệ bởi sản phẩm này. Đuôi đèn cảm ứng chuyển động, sản phẩm cực kỳ đơn giản sử dụng. Các bác mua về và lắp vào vị trí thích hợp, sử dụng các loại bóng đèn công suất dưới 60W. Đèn tự động bật tắt khi có người vào nhà vệ sinh, nhà tắm, không cần phải dùng tay bật công tắc bóng đèn nữa, không sợ tay ướt sờ vào bị điện giật, tiết kiệm điện và tránh lãng phí. Không còn phải lo sợ ngã trên cầu thang tối đêm nữa. Với đèn cảm ứng, tên trộm cũng không dám bén mảng đến các khu vực được bảo vệ bởi sản phẩm này. Đó, rất là tiện luôn nha. Giá thì chỉ có 60.000 trong cái đuôi này thôi. Về nhà các bác thay cái đuôi thường ra, cho cái đuôi này vào cho em là xong. Đó, đuôi đèn cảm ứng chuyển động. Đuôi đèn cảm ứng nhá. Giá của nó sẽ là 60k trên một chiếc này. Ngoài ra thì bên shop có cái đuôi gọi là đuôi lò xo nhá. Đuôi này là đuôi lò xo. Đấy, đuôi lò xo giá của nó sẽ là 35.000 trong cái đuôi lò xo như này. Đấy, các bác lên cho em là đuôi lò xo A nhá. Đuôi lò xo A. Giá của nó sẽ là đấy, đuôi lò xo A, giá của nó sẽ là 35.000 cho một con đuôi lò xo A như này. Con này thì có công tắc đóng ngắt này. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện cho em. Sau đó thì mình xoáy bóng vào cho em là xong. Đó. Và khi mà sử dụng thì các bác bật lên, bật công tắc như này nó rất là tiện này, có công tắc đóng ngắt nhá. Đây, xoay đi xoay lại như này đảo hướng rất là tiện luôn. Lên cho em là đuôi lò xo nhá, đuôi lò xo A, giá sẽ là 35.000. Đó. Lên cho em là đuôi lò xo A nhá, giá của nó sẽ là 35k cho một cái đuôi lò xo A như này. Rất là tiện nhá. Rất tiện luôn, giá sẽ là 35k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái cây sâm thịt nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là cây sâm thịt này. Con này rất là tiện luôn. Các bác có thể dùng để mình sâm thịt này, hoặc là chế biến đồ ăn thức uống này. Giá thì chỉ có cho các bác là 35k thôi. 35k cho một em cây sâm thịt như này. Lên cho em là cây sâm thịt, giá sẽ là 35.000. Con này thì nó rất là tiện luôn. Cây sâm thịt. Đây các bác này, rất là tiện luôn nhá. Các bác cứ cho vào mình châm như này, đó, sau đó thì mình sử dụng thôi. Rất là tiện, đó. Rất là tiện luôn. Con này thì khá là tiện dụng rồi, và giá thì rất hợp lý nhá. Giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 35.000 thôi. Về nhà các bác dùng đồ ăn đồ uống này, chiên rán xào nấu, mình muốn tẩm ướp gia vị trước thì mình ấy đi. Mình dùng cái xiên này mình xiên vào, sau đó thì tẩm ướp vào cho em là ok nhá. Giá của nó sẽ là 35.000 cho một cây sâm thịt như này nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là các bác lên cho em là con máy chà gót chân. Con này thì bên em đang bán 100, đợt này về cho bác giá chỉ còn 90.000 cho một con máy chà gót chân này thôi. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một máy này, một máy để các bác dùng để mình chà gót này. Đấy. Một máy dùng để chà gót đây, máy thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đấy. Về nhà các bác cắm pin vào cho em nhé, cắm sạc vào này. Đấy. Các bác ví dụ như là các cái phần da khô nứt nẻ gót chân, gót tay, rồi các cái khu vực nào da nó bị vẩy, bị sừng, bị khô nứt nẻ, các bác mài đi cho em. Đó, đưa vào mài đi. Đó. Con này thì nó sẽ có hai cấp độ, con này nó đang yếu pin rồi nha. Về nhà các bác sạc vào cho em thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đó, thì bên shop sẽ bán cho các bác là 90k cho con máy như này, kèm thêm cho các bác là một viên đá và một cáp sạc nhá. Một viên đá, một cáp sạc. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích và dễ sử dụng. Đấy, các bác không phải dùng dao, dùng kéo, cào, cấu, cắt thì nó ảnh hưởng đến cơ thể nha các bác nhá. Đó. Lên cho em là máy chà gót, giá của nó sẽ là 100k cho con máy chà gót như này. Giá còn 90.000. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm một cái lọ cao ngựa như này, giá sẽ là 30.000 cho một lọ nhá. Về nhà các bác chà xong thì các bác bôi vào cho em. Đấy, bôi vào để nó làm giảm đi các cái phần da nó bị, con này nó sẽ giúp tái tạo các cái phần da bị
khô nứt nẻ nhá, tái tạo da khô nứt nẻ làm cho da nó mềm ra. Đó, da nó mềm ra rất là tốt luôn. Đấy thì giá của nó sẽ là 30.000 cho một lọ cao ngựa như này. Các bác có thể mua kèm cả cái cao ngựa này mình sử dụng luôn. Đấy, cao chiết xuất từ nấu từ ngựa nhá, rất là tốt luôn. Và giá thì chỉ có 30k cho một lọ cao ngựa như này thôi. Lên cho em là cao ngựa, giá của nó sẽ là 30.000 cho một lọ nhá. Về các bác bôi và rất là tốt luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác nha, đây là cái máy này. Đấy các bác đưa vào mình mài trà các cái phần gót chân đi. Các cái phần da mình khô, da khô, da nứt nẻ các bác mài đi chị em. Đấy mài đi chị em. Sau đó thì mình dùng cái cao ngựa mình bôi vào. Đấy mình mài mình trà đi chị em. Đấy trà đi, sau đó thì mình bôi cái cao ngựa vào cho em là ok nhá. Đó. Bôi cao ngựa vào cho em là ok luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý này. Đấy, các cái phần gót chân mà bị khô, nứt nẻ, bị bong chốc như này các bác bôi vào cho em nó rất là tiện luôn nhá. Giá thì rất hợp lý các bác nhá. Đó, lên cho em là máy mài gót chân 90.000 và cao ngựa thì giá của nó sẽ là đây. Cao ngựa thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Đây. Đấy, các bác trà đi mài vào cho em là đẹp luôn, da khô, da chân gót tay hồng hào rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là đũa sứ nhá. Đấy, lên cho em là đũa sứ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một vỉ đũa như này bao gồm cho các bác là 5 đôi. Hàng cực kỳ VIP cho các bác luôn. Đấy. Đũa sứ nhá, lên cho em là đũa sứ, giá của nó sẽ là 80.000 cho một vỉ như này bao gồm 5 đôi. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp rồi. Đấy, con này thì ưu điểm của nó sẽ là hàng rất là đẹp luôn. Ưu điểm của nó thì nó sẽ là chống nấm mốc này, chống các cái vi khuẩn xâm nhập này. Đấy. Một hộp này của nó bao gồm cho các bác là 5 đôi. Màu thì là màu trắng cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Đấy, con này chỉ lưu ý các bác là sử dụng nhẹ nhàng. Đấy, tại vì nó bằng sứ mà. Đấy, khi mình rửa giấy thì mình để nhẹ nhàng cho em là được. Đó. Thì con này rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nhà ví dụ không có trẻ con thì dùng cái này thì chấm hết luôn. Rất đẹp, rất sạch sẽ. Sứ thì các bác biết rồi, ưu điểm của nó là nhanh khô, sạch sẽ, không bị vi khuẩn, vi trùng, nấm mốc xâm nhập. Nó rất là tiện dụng như vậy và giá thì rất hợp lý nhá. Lên cho em là đũa sứ nhá, đũa sứ. Giá của nó sẽ là 80.000 cho một vỉ như này. Một vỉ bao gồm cho các bác là 5 đôi. Đấy. Một vỉ này bao gồm là 5 đôi, hàng của Nhật cực kỳ là đẹp và chất lượng luôn. Đấy, hàng này nó sẽ là phân khúc cao cấp, phân khúc nhà giàu đấy các bác nhá. Lên cho em là đũa sứ nhá. Đấy. Đũa sứ này giá của nó sẽ là 80k trên một vỉ như này bao gồm cho các bác là 5 đôi nhá. 80.000 trên vỉ 5 đôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tất nai nhá, tất nai. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu trắng như này, tất nai có màu đen màu trắng. Một vỉ sẽ bao gồm cho các bác là 10 đôi. Một vỉ bao gồm là 10 đôi và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 90.000. Các bác lên cho em là tất 10 nhá. Tất 10 thì các bác lấy màu đen thì hô là đen, mình lấy màu trắng hô trắng. Em bán theo vỉ này không bán lẻ. Giá của nó sẽ là 90k trên một vỉ 10 đôi. 90.000 trên vỉ 10 đôi. Hàng này thì của nó sẽ là một cái dòng phân khúc cực kỳ là cao cấp luôn. Đấy, 100% là sợi cốt tông, sờ vào cực kỳ là êm, mềm mịn mướt nhá. Đấy. Êm mềm mịn mướt đây các bạn này. Đấy. Co giãn 4 chiều thấm mồ hôi siêu tốt luôn. Co giãn 4 chiều thấm mồ hôi siêu tốt nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là tất. Lên cho em đó là tất 10 nhá. Các bạn lên cho em là tất 10. Một hộp như này của nó sẽ là 10 đôi. Cho nên là lên cho em là tất 10 nhá. Và giá thì một vỉ này là 10 đôi. Đấy, lên cho em là tất 10, giá sẽ là 90k nhá. Đấy thì có bác lấy màu đen thì lên cho em là tất 10 đen nhá. Đấy, còn lấy màu trắng thì lên cho em là tất 10 trắng nhá. Đấy, tất 10 trắng hoặc tất 10 đen. Giá thì siêu tốt cho các bác rồi. Đấy, lấy đen thì lên đen mà lấy trắng lên trắng. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k cho một vỉ như này nhá. Rồi ok. Nếu mà không kịp tiến độ hay là không đầy đủ tất cả các môn học cũng không còn nữa. Vì vậy, có thể nói là cái việc tổ chức biên soạn một cái bộ sách giáo khoa cục bộ vào thời điểm này theo tôi là không cần thiết. Nếu biên soạn một cái bộ sách giáo khoa như thế đấy thì nó sẽ chỉ lựa chọn sách giáo khoa trong thời gian vừa qua. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Đỗ Văn Chiến, thành viên đoàn giám sát và chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, phó trưởng đoàn thường trực giám sát đã đề nghị như thế này. Việc cần phải làm ngay ấy, là chúng ta nhất thiết phải có cái cơ chế kiểm soát chặt chẽ từ khâu biên soạn, in ấn, phát hành và chúng ta phải giảm giá sách giáo khoa phù hợp đối với thu nhập của người dân hiện nay. Người dân người ta còn đề nghị là sách giáo khoa này là phải là nhà nước quản lý giá. Sửa đổi thì chúng ta phải hướng tới cái đấy. Thấy rằng là kiến nghị của đoàn giám sát là có căn cứ, có cơ sở, còn chúng ta thực hiện hay không thì chúng ta phải có cái nghiên cứu sâu giải trình để nó khả năng. Nếu mà bộ giáo dục cũng như chính phủ mà chúng ta chỉ giữ cái vai trò phê duyệt như hiện nay thì chúng ta chỉ là cái người thẩm định được
là cái nội dung ấy là có phù hợp hay không, nhưng còn cái trách nhiệm của nhà nước trong cái việc xây dựng và phát triển cái nội dung đó thì mình thực hiện có được không nếu mà với cách biên soạn như thế này. Cho nên là chúng tôi thấy rằng là mặc dù là nghị quyết 88 và nghị quyết 122 đã quy định như vậy, nhưng mà đây là kiến nghị của đoàn ấy, là kiến nghị để Quốc hội xem xét về cái nội dung của kiến thức giáo dục phổ thông. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Mạnh Hùng ạ, cũng có ý kiến cho rằng là việc giá sách cao và việc một bộ sách do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn là hai vấn đề khác nhau, và muốn giảm giá sách thì nhà nước nên trợ giá. Còn theo ông thì nếu có thêm một bộ sách giáo khoa của nhà nước thì liệu có giải quyết được những cái bất cập liên quan tới việc xã hội hóa sách giáo khoa trong thời gian vừa qua? Thưa chị Lê Thu là tôi... Vâng, vừa rồi thì các bác đã được nghe chất âm của con đài radio các bác nhá. Đấy, các bác lên trên là đài FM. Con này thì chiều dài của nó khoảng là hơn 20 cm, chiều cao của nó thì vào khoảng là 10 cm, và chiều rộng của nó là khoảng 7 cm nhá. Hàng rất đẹp, rất tuyệt vời cho bác luôn. Đằng sau nó sẽ có một con pin 18650 như này rồi. Về nhà các bác chỉ việc dùng thôi. Đó, hết pin thì các bác cắm sạc vào cho em. Đấy, hết pin các bác cắm sạc pin vào cho em nhá. Đây, râu riếc của nó rất là ngon luôn các bác này. Đấy, con này thì chất âm của nó cực kỳ là hay luôn. Khi các bác mở thì nó sẽ có hai núm như này. Cái núm này là núm công tác này. Đấy, còn cái núm này thì nó sẽ là cái núm để các bác dò tần số này. Núm này núm công tác nhá. Đây, còn dò tần số thì các bác dò đây cho em. Chương trình 2006 ấy, đó, thì tiến trình đổi mới sách giáo khoa sẽ rất chậm. Nó không phải là 5 năm như là hiện nay, mà có thể lên đến cả chục năm. Ngay cả cái sách giáo khoa được thử nghiệm 1-2 năm như sách giáo khoa trước đây, dùng hàng chục năm, chúng ta vẫn có thể phát hiện ra sai sót. Bây giờ nếu biên soạn sách giáo khoa của bộ thì với cái tiến độ 5 một lớp và 3 cấp 3 lớp thì cũng khó có thể nói là không có sai sót. Còn vấn đề in ấn phát hành giá sách giáo khoa thì chỗ nào làm chưa tốt, cần có cơ chế và biện pháp để làm cho tốt hơn. Tôi nghĩ là cái việc đó không khó. Con này thì các bác có các cái chân rác bao gồm là chân sạc vào này. Chân sạc vào thì có kèm cho các bác một cáp sạc đây. Về nhà bác cắm sạc vào đây cho em nhé. Cắm sạc vào đây này. Đấy, một USB này, thì các bác cắm cổng USB này để nghe nhạc này, cắm thẻ nhớ này, và có cả jack 3.5 nhá. Và cái này thì sẽ là cái công tắc của cái đồng hồ đây, công tắc của đồng hồ này, tắt đi này, tắt đi thì nó sẽ dừng này, bật lên thì nó sẽ chạy này. Đó, thì con này có kèm thêm cả đồng hồ luôn, các bác có thể nghe MP3, nghe nhạc các thứ, bắt Bluetooth nghe nhạc ok nhá. Giá cực tốt cho bác luôn, lên cho em là đài FM nhá. Giá của nó sẽ là 260.000. Các bác lên cho em là đài FM nhá. Đài FM này, đài FM 260k nhá. Và bao sim tận nhà cho bác luôn. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các bác nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany các bác này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn các bác nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k. Thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700, mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong, còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok, rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhé, lấy cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó, nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng
Đấy, vùng nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vùng nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy các bác nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vung viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá. Đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con cong luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là bốn lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít này. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bác. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá. 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt. Con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến với con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá. Tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy. Đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo đến cái chảo này. Đây, chảo đây con này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành đầy nhào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái móc gỗ nhá. Các bác lên trên là móc gỗ này. Con này nó rất là đẹp như này. Có kèm cho các bác một cái đầu móc như này, về nhà các bác xoáy vào cho em. Đó, đây, nó sẽ là một cái móc ở cái đai gỗ như này rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, giá thì sẽ là 40k cho con móc gỗ như này nhá. Về nhà các bác xoáy vào đây cho em này. Đó, xoáy vào đây. Thì con này các bác dùng nó sẽ rất là đa di năng luôn. Các bác có thể treo lên để treo quần áo này. Thứ nhất là các bác có thể dùng để treo quần áo này, rồi
treo đồ ăn, rồi nói chung là treo các cái đồ dùng các cũng được, đều được hết đấy. Có thể treo móc áo hoặc là treo đa di năng được luôn. Nó sẽ có cho các bác một cái móc như này, rất là tiện luôn, để các bác có thể treo trực tiếp lên. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k nhé, 40k. Các bác lên cho em là móc gỗ nhá. Đây nó sẽ có cái phần gỗ như này. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn, rất là đẹp coi nhá. Và nó sẽ là một cái móc như này. Về nhà các bác có thể treo quần áo này, treo giày, treo dép, rồi nói chung là đa di năng được hết nhá. Phơi quần, phơi áo hoặc là treo đồ khô, hoặc là các bác có thể treo trong gian bếp nhà mình để mình treo các cái đồ dùng cũng đều được nhá. Đấy lên cho em là móc gỗ. Đấy các bác lên cho em là móc gỗ, giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy lên cho em là móc gỗ này, đó. Móc gỗ giá của nó sẽ là 40k cho một chiếc móc gỗ như này nhá, 40.000. Đó lên cho em là móc gỗ nhá, móc gỗ. Đấy móc gỗ như này, giá của nó sẽ là 40k một chiếc các bác nhá. 40.000 cho một chiếc móc gỗ như này. Đây các bác này, con này thì nó rất là tiện nhá. Các bác có thể dùng để phơi quần áo này, phơi khăn này, hoặc là phơi các cái đồ khác này. Đấy rất là tiện luôn. Hoặc là mình treo đồ, nói chung nó cũng rất là tiện. Đây, mỗi con móc như này. Các bác có thể dùng để trong tủ này, hoặc là cất đi này, hoặc là dùng để phơi này, hoặc là treo móc các kiểu được luôn. Đó, giá thì rất là tốt nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi. Các bác lên trên là móc gỗ nhá. Còn tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái ủng đi mưa nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một cái đôi ủng đi mưa như này. Hàng này nó sẽ là hàng to và các bác có thể đi vừa cả một đôi giày bên trong luôn, đôi giày bên trong luôn. Cái này để phòng cho các bác khi mà mình đi giày mưa này, hoặc là các bác đi các cái vị trí nào mà mình cần phải lội ướt đường bẩn thì các bác có thể xỏ để trên xe. Sau đó chỗ nào mưa ướt hoặc là trời mưa mà các bác muốn bảo vệ cái đôi giày của mình nhá. Đi đường đi bằng xe máy mà giày dép nó hay bị ướt thì các bác muốn bảo vệ đôi giày của mình thì các bác xỏ cho em cái đôi giày này vào, sau đó kéo lên. Đó. Sau đó thì các bác lại mặc quần áo mưa vào. Mặc quần áo mưa vào là nó che cho bác kín luôn. Đó, áo mưa nó sẽ trùm xuống dưới này. Thế là giày tất không ướt, đến nơi là vẫn sạch khô nhá. Và rất là đẹp luôn. Lên cho em là ủng đi mưa, giá của nó sẽ là 100.000 cho một cái đôi ủng đi mưa như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là ủng đi mưa, giá của nó sẽ là 100k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái ủng đi mưa này luôn. Đó, lên cho em là ủng đi mưa nhá. Ủng đi mưa này, giá của nó sẽ là 100k cho một đôi ủng đi mưa như này, 100.000. Đây các bác nhá. Con này thì nó rất là tiện luôn, các bác cứ thể xỏ vào là mình đi thôi. Đấy, cho vào chậu nó không ướt này. Rửa giấy thoải mái này. Đi xong thì các bác lại bỏ giày ra, bỏ tất ra. Đấy, ví dụ trời mưa thì các bác mặc áo mưa vào chùm lên là nó không rơi vào nữa, rất là sạch luôn. Đó. Rất là tiện dụng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá đó là 100k cho cái bộ ủng đi mưa như này, giá rất tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái chai xịt toilet nhá. Có lên cho em là xịt toilet. Đó. Xịt toilet con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá. Lên cho em là xịt toilet này. Xịt toilet giá của nó sẽ là 40k trên em xịt toilet như này. Con này thì của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng là bọt trắng nhá. Các bác lắc đều này cho em cho xịt ra này. Đấy, xịt ra thì nó sẽ là dạng kem trắng như này. Và của nó là hương liệu tự nhiên nhá, hương chanh. Hương chanh tự nhiên rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Các bác cứ xịt lên nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet cho em. Đấy, các cái chất liệu gạch men, vòi lavabo, vòi tắm, chậu rửa các bác xịt hết lên cho em. Cái này của nó là hương liệu tự nhiên nên không sợ bị ăn mòn nhá. Không sợ bị ăn mòn và xịt rất là sạch luôn. Giá của nó sẽ là 40k cho một cái lọ xịt toilet như này. Lên cho em là xịt toilet, giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000. Đây các bác nhá. Đó, ví dụ như cái nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này. Đấy, bồn chậu rửa các thứ này. Lâu ngày không sử dụng này, hoặc là các bác sử dụng nhiều cặn canxi hiếc nó bám này. Các bác xịt rửa đi cho em. Đó. Xịt rửa sau đó các đánh qua đi cho em là sẽ sạch hết luôn nhá. Đấy. Xịt rửa sau bác đánh đi cho em. Đấy. Sạch hết cặn bã, sạch hết các cái vết bám luôn các nhá. Đó. Con này thì nó công dụng của nó tẩy rất là tốt luôn và tẩy sạch luôn các nhá. Đấy, tẩy rất là sạch luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Đấy. Tẩy đâu là sạch đấy luôn các bác này. Đó. Tẩy đâu sạch đấy luôn. Các cái vết bẩn cứng đầu các bác tẩy được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đây các bác nhá, nhà tắm, nhà vệ sinh này. Bị bong chốc bẩn thỉu này, các bác xịt rửa đi cho em, sạch luôn. Đó. Vết bám ố vàng các kiểu nhá. Các bác xịt đi cho em, sau đó thì mình đánh rửa đi, kỳ cọ đi là nó sẽ sạch luôn. Giá thì bên shop. Không sao. Không, cái đấy để gọn vào. Để gọn vào để đổi. Hôm nào hàng nó gửi về thì báo nó thiếu để đổi. Rất sạch sẽ luôn các bác nhá. Lên cho em là xịt toilet, giá sẽ là 40k nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chai xịt bếp này. Con này thì chuyên để xịt tẩy bếp nhá. Các bác lên cho em là xịt bếp, giá của nó sẽ là 45.000 nhá. Con này thì chuyên để tẩy bếp rồi. Đó, xịt bếp giá của nó sẽ là 45k. 45k cho một chai xịt bếp như này. Giá của nó sẽ là 45.000.
Con này thì nó cũng là thuộc cái dạng kem trắng nhá, kem trắng cái này, các bạn này đấy, bọt kem trắng như này. Hương của nó là hương cam, con kia là hương chanh, còn hương này là hương cam, rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, hương liệu tự nhiên nhá. Các bác dùng chuyên để mình tẩy nhà bếp này. Đấy, tẩy nhà bếp, bếp ga rồi hút lọc khí các thứ rất là sạch sẽ luôn. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá chỉ có 40.000 cho một chai xịt bếp này thôi. Lên theo là xịt bếp giá sẽ là 40k các bác nhá. Đây các bác này, các cái vị trí như là nền gạch men này, rồi là các cái khu vực như là bếp ga này, đấy, nền gạch men bám này, dầu mỡ này, hoặc là các cái hút mùi này. Đấy, các bác xịt vào là sạch luôn nhá. Giá thì chỉ có 45.000 cho một chai xịt bếp này thôi. Đấy, lên theo là xịt bếp giá sẽ là 45k nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng sản phẩm rất hay, đó là cái bóp tay các bác nhé. Các bác lên cho em là bóp tay. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k cho một con bóp tay này thôi. Đấy, giá rất là tốt cho bác luôn. Đấy, hàng lô đợt trước thì giá sẽ là 50.000, còn đợt này giá chỉ có 40k cho một con bóp tay này thôi. Ở đây thì nó sẽ là một con bóp như này, một con bóp như này. Đấy, con này thì các bác dùng để luyện cơ tay. Đấy, và các bác có thể để kích thước từ 5 cân lên tới 60 cân, 5 cân lên 60 cân ghế to này. Đấy, đây các bác cứ bóp này cho em này, bóp này nó sẽ nảy này, bóp này nó sẽ nảy các bác này. Đấy, bóp này nó sẽ nảy rất là tiện như này, báo luôn đi. Đấy, bóp này nó sẽ nảy các bác này. Đấy, bóp này nó sẽ nảy như này nhá. Đó, nó sẽ nảy số này, đây các bác nó đang nảy số này. Và nó luyện cái cơ tay rất là tốt này, tim mạch qua thế này. Đấy, hoạt động này qua này. Đấy, gân tay nó lên này, tức là cái này nó sẽ giúp cho đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là tốt nhá. Và của nó thì nó sẽ có cấp độ là từ 5 cân đến 60 cân tùy theo các bác điều chỉnh. Đó. Và đây thì các bác có thể xoay đảo số được nhá. Tùy theo các bác. Đấy, các bác có thể reset số về không được tùy theo. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bóp cơ tay nhá. Đấy, bóp cơ tay. Giá sẽ là 40.000. Đó. Lên cho em là bóp cơ tay này. Đó. Bóp cơ tay, bóp cơ tay giá của nó sẽ là 40k cho một cái bóp cơ tay như này nhá. Đó. Lên trên là bóp cơ tay nhá, bóp cơ tay giá của nó sẽ là 40.000 một chiếc nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cân 5 nhá. Các bác lên cho em là cân 5 này, cân 5, con này thì nó chỉ cân được 5kg thôi, giá sẽ là 50k cho một con cân như này nhá, 50.000. con này thì có cả chức năng trừ bì luôn, cũng rất là tiện, và có sẵn pin luôn, về nhà các bác chỉ cần là cắm vào cái các bác chỉ cần là lắp pin vào cho em là xong. Đấy, nó chỉ cân được 5kg thôi, đây về nhà các bác lắp vào cho em này. Đấy, rất là tiện dụng luôn các nhá. Đấy, các bác cứ lắp vào này cho em là xong. Đó, có sẵn pin cho bác rồi. Đấy, có tặng kèm pin luôn, về nhà các bác lắp vào cho em là xong. Đây. Đấy, ở đây thì các bác để cân thì các bác cứ cân như bình thường thôi, không có vấn đề gì cả. Đây em sẽ cân thử cho bác xem này. Đấy, đây các bác nhá. Đó. Khi các bác cân thì đây. Đó, lưu ý các bác là bật nguồn lên này, sau đó thì các bác để thăng bằng cho em. Đây, sau đó thì các bác cân này. Đấy, con này thì sẽ là 126 g này, 126 g. Đó. 126g các bác nhá. Đó. Và các bác muốn 126g như này, các bác muốn trừ bì thì các bác lại nhấn cái số nhấn cái số dấu nút nguồn này cho em là nó sẽ trừ bì về không này. Sau đó thì các bác có thể đặt cái này lên này, tiếp cân tiếp này. Đấy, thì cái giá xoay này nó sẽ là 195g nhá. Đó. Đấy, thì các bác cứ vậy là mình sử dụng thôi. Đó. Và sau khi kết thúc thì các bác lại nhấn cái nút không này là để nó trừ bì đi, và nó sẽ về không nhá. Đấy, thì rất là tiện luôn. Cái nút nguồn này như vậy. Đó, thì các bác lên cho em là các bác lên mã giúp cho em là cân các bác lên cho em là cân cân các bác lên cho em là cân 5 nhá, cân 5. Đấy, tắt nguồn ở đây này, lên cho em là cân 5. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá một cái cân 5 như này, giá của nó chỉ có cho các bác là một chiếc cân 5 như này. Giá chỉ có cho các bác là đi 50.000 thôi. Lên cho em là cân 5, giá của nó sẽ là 50k trong chiếc như này nhá, 50.000 trong chiếc cân 5 như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ba lô du lịch nhá. Lên cho em là ba lô du lịch. Con này thì đựng được khá là nhiều đồ, nhỏ gọn nhưng mà lại có võ, đựng được khá nhiều đồ, và nó đựng thêm được cả cái giày vào đây luôn, đôi giày vào đây luôn, rất là tiện luôn nhá. Đó. Đây, túi của nó như này các bác này. Đấy. Túi của nó như này, rất là tiện luôn. Đó. Mã này thì các bác lên cho em là ba lô du lịch nhá, ba lô du lịch. Giá của nó sẽ là 130.000. Kích thước thì cái chiều ngang của nó, chiều dài của nó là 40, chiều cao 20 và chiều rộng 20. 40 20 20 nhá. Nó sẽ là một con túi như này, khá là tiện ích luôn. Đấy, hàng may máy trần cực kỹ. Các bác có thể là dắt cái phần này vào ba lô này. Đấy, và con này thì nó sẽ mở được như này. Sẽ mở được như này các bác nhá. Đấy, sẽ mở được như này thì
các bác có thể bỏ đồ đoàn vào đây rất là nhiều. Có thêm cho các bác một cái quai đeo như này nhá, có thêm một cái quai đeo rất là tiện dụng như này để các bác đeo này đấy. Và ngoài ra thì con này nó sẽ có cho các bác là khá là nhiều ngăn luôn, có các ngăn hai bên nhá, có ngăn hai bên như này đây, bên này cũng có ngăn để đựng chai nước rồi đựng các cái đồ lặt vặt linh tinh nhá, đồ lặt vặt linh tinh. Và cái bên hông này đấy, và nó sẽ có một cái ngăn bên hông này để các bác để giày nữa, ví dụ giày dép các bác đút thẳng vào đây cho em, đút cho em một đôi giày vào đây này, và nó sẽ rất là sạch sẽ luôn, ngăn này nó sẽ rất là sạch sẽ này, các bác bỏ giày dép và túi bóng cho nó thì đút vào đây nó rất là sạch sẽ và tiện đấy, khi nào đi thì mình lấy ra. Còn bình thường thì ví dụ các bác mang sơ cua thêm một đôi giày hoặc một đôi dép nữa thì các bác đút vào đây cho em, rất là tiện luôn đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá, một cái con ba lô du lịch như này đấy, lên cho em là ba lô du lịch nhá, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 nhá, lên cho em là ba lô du lịch đấy, các bác lên cho em là ba lô du lịch nhá, ba lô du lịch này giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k cho một con ba lô du lịch này đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bút thử điện các nhá, bút thử điện, bút thông mạch nhá. Hàng này thì nó sẽ là dòng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, các bác có thể bỏ xuống nước thoải mái, lấy cho anh cái dây sạc hai loại dây sạc đấy, các bác có thể cho nước thoải mái các bác này đấy. Dây sạc đỏ sạc béo này, sạc béo sạc dày đấy, đây các bác này đấy, rất là tiện dụng luôn nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, một con bút thử điện như này các bác này, bút thử điện như này nó sẽ là dòng bút thông mạch nhá, đấy bút thông mạch các bác này, rất là tiện luôn các bác theo đó, một con bút rất là tiện như này. Con này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con bút như này đấy, có kèm pin. Đấy, kèm pin sáng, các bác chỉ cần sử dụng là nó sẽ sáng này các bác này, rất là tiện luôn nhá. Đó. Thì khi mà điện dương thì nó sẽ là màu đỏ và điện âm nó sẽ là màu xanh như này, rất là tiện để các bác sử dụng nhá. Lên cho em là bút thông mạch. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con bút thông mạch như này, giá của nó sẽ là 30.000 cho một chiếc nhá. Bác nào lấy từ 2 chiếc thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho 2 cái này. 50.000 cho 2 cái bút thông mạch như này nhá. Lên cho em là bút thông mạch, giá của nó sẽ là 50.000 cho 2 chiếc. Con này các bác dùng để thử điện cái điếc nó rất là tiện, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn đây. Đấy, cho xuống nước cũng chả việc gì luôn, nó rất là tiện không nhá. Đây, đấy, tiếp xúc này, đấy, nó tiếp xúc như này, tức là có các bác có thể đo thông mạch được luôn. Ví dụ dây bị đứt bị điếc các thứ là nó sẽ báo sáng như này nhá. Còn dây đứt thì nó sẽ không sáng, còn dây không đứt thì nó sẽ sáng nhá. Đó, lên cho em là bút thông mạch nhá, bút thông mạch, bút thông mạch này, đó, bút thông mạch, bút thông mạch nhá. Giá của nó sẽ là 30k một chiếc nhá. Còn lấy hai cái thì giá của nó sẽ là 50.000, 50.000 cho hai cái nhá. Đấy, hai cái là sẽ là bằng 50k. Đấy, sản phẩm tiếp theo. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó. Tiếp theo thì đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái củ sạc đa năng nhá. Lên cho em là củ sạc đa năng này thì nó sẽ là một củ. Đấy, một củ sạc như này và có cho các bác là hai đầu dây này, tức là có 4 đầu dây luôn. Đấy, và sẽ có hai đầu chân USB. Hai đầu chân USB là chân như này, chân này gọi là chân USB này. Đấy. Còn nó sẽ có hai đầu chân Type C. Chân Type C là chân tròn như này, để các bác có thể cắm vào đây. Đó. Thì bây giờ nó sẽ có một số hãng sản xuất bây giờ nó sẽ sản xuất là cái chân Type C này hết này. Đấy. Thì con này nó sẽ là dòng sạc nhanh nhá. Sạc nhanh của iPhone 14 Pro này. Đấy, iPhone 14 Pro Max nhá, iPhone 14 Pro Max. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Đó, củ sạc đa năng giá của nó sẽ là 80.000. Đó. Lên cho em là củ sạc đa năng nhá. Củ sạc đa năng này. Củ sạc đa năng nhá, công suất của nó là 20W của iPhone 14 Pro Max, giá của nó sẽ là 80k cho một con củ sạc đa năng như này, 80.000 cho một con củ sạc đa năng như này nhá, nó rất là tiện dụng các bác này. Đấy, dây thì dài khoảng trên 1m nhá, về nhà các bác cắm và sau đó thì kết nối với các cái hệ thống dây của mình, dây có sẵn của mình của iPhone 14 Pro Max nhá, iPhone 14 Pro Max đây. Đấy, con này thì nó chỉ có củ không thôi, về nhà các bác tự mua dây hoặc bên em có bán kèm dây đây. Thì đây là cái dây sạc béo này, con sạc béo này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một con sạc béo như này. Dây dài khoảng 90 phân đến 1m nhá, 90 phân đến 1m. Dây của nó thì siêu mềm luôn, dây chống đứt chống rối các kiểu con là điểu luôn. Đấy. Dây của nó thì rất là to, mềm chống rối chống đứt luôn, sạc rất là nhanh. Đấy, lõi đồng to, sạc nhanh. Đấy, đầu kết nối cực kỳ là ngon luôn. Và cái đầu này nó có đèn luôn nhá, đầu này có đèn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 cho con sạc béo như này. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là một cái loại sạc gầy như này, con sạc gầy này thì giá chỉ có 30.000 thôi. Đấy, con này thì nó cũng có 3 cổng kết nối. Tất cả đều có 3 cổng kết nối hết. iPhone, Samsung, Type-C đầy đủ cho bác này. Đấy, iPhone, Samsung, Type-C đều được đầy đủ hết nhá. Có 3 cổng kết nối như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác con sạc béo là 50.000 và sạc gầy là đấy, lên cho em là sạc béo nhá. Đấy. Sạc béo thì sẽ là sạc béo là 50k nhá, 50k. Đây, con này thì nó sẽ là sạc béo này. Đấy, con này là sạc béo này.
Đấy, còn con này thì nó sẽ là sạc gầy này. Con sạc gầy thì sẽ là 30.000 nhá. Sạc gầy giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho một con sạc gầy như này. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng sạc đó là sạc nhanh của iPhone nhá. Con này thì nó cũng là iPhone 14 Pro Max. Các bác lưu ý cho em đó là củ sạc đa năng khác nhá, và sạc nhanh iPhone nó khác. Sạc nhanh iPhone là chỉ dùng cho chuyên điện thoại iPhone thôi, nó sẽ là một dây và một củ sạc như này. Cái này thì bên em gọi là sạc nhanh iPhone. Còn cái này thì bên em gọi nó là củ sạc đa năng này. Cái này là củ sạc đa năng các bác nhá. Là củ sạc đa năng là 80.000. Xem cho kỹ nghe cho rõ các bác nhá. Xem cho kỹ nghe cho rõ và trả lời cho nó đúng. Củ sạc đa năng sẽ là 80.000. Còn con này là sạc nhanh iPhone thì nó sẽ có cho các bác là đầu cắm như này. Đấy, một đầu tai C và một chân là cắm vào cái chân sạc của điện thoại iPhone. Đấy. Thì các bác lên cho em là củ sạc nhanh nhá. À, lên cho em là sạc nhanh iPhone. Đấy, con này sẽ là sạc nhanh iPhone và giá thì nó sẽ là khác nhau. Con sạc nhanh iPhone này thì giá chỉ có 60.000 thôi cho một con sạc nhanh iPhone như này. Nó cũng là của dòng iPhone 14 Pro Max nhá, cũng là dòng của iPhone 14 Pro Max đây. iPhone 14 Pro Max nhá, công suất cũng là 20W. Đấy, thì con sạc đa năng này cũng vậy, sạc đa năng này cũng vậy nhá. Cũng là của iPhone 14 Pro Max. Đấy, thì con này nó sẽ là củ sạc đa năng, còn con này thì sẽ là sạc nhanh iPhone nhá. Sạc nhanh iPhone này. Đấy, sạc nhanh iPhone giá sẽ là 60.000 thôi. 60k cho một con củ sạc nhanh iPhone như này. Đấy. Sạc nhanh iPhone giá sẽ là 60.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái mic không dây nhá. Có lên trên là mic không dây. Bên shop bán thì nó sẽ có hai dòng, một dòng là mic có dây, một dòng là mic không dây. Con mic không dây này thì các bác dùng chủ yếu để mình kết nối vào Bluetooth để hát karaoke thôi các bác nhá. Còn là cắm thẻ nhớ với lại USB thì cái tính năng này thì nó cũng không được mượt cho lắm đâu. Đấy, có thể là được hoặc không thì cái đấy em không có giới thiệu. Em chỉ giới thiệu tính năng là kết nối vào Bluetooth để hát karaoke thôi. Các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy, sau đó thì các bác kết nối này, để kết nối Bluetooth và vừa vào nhạc vừa hát karaoke luôn. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Đó, thì các bác có thể cho to lên. Đấy, cho to lên nhá. Alo, alo, đấy, rất là to luôn. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 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 đó, rất là to luôn các bác nhá. Đó. Alo, 1, 2, 4. Alo, anh đưa em về thăm quê anh, về ngã ba sông rực nắng hồng, sông Châu hiền hòa, sông Nhuệ yêu thương, Hà Nam ơi, sông đáy ân tình. Đấy, một cái khúc hát của quê hương Hà Nam đất mẹ anh hùng nhá. Đó, giá thì chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em là mic không dây nhá. Mic không dây giá của nó sẽ là 100.000 cho một con mic không dây như này. Rất là tiện để các bác nghêu ngao karaoke hát rồi kết nối vào Bluetooth để nghe nhạc hoặc là hát trực tiếp luôn. Lên cho em là mic không dây nhá. Mic không dây này, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ mic không dây như này. Rất tiện dụng luôn nhá. Ngoài ra thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tai nghe iPhone nhá. Dòng này của nó thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng nội địa của Nhật made in Japan luôn. Đó, bỏ tranh một cái cam này. Đấy, hàng nội địa của Nhật made in Japan luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. Lên mã giúp cho em đó là tai nghe iPhone nhá. Tai nghe iPhone. Đó, tai nghe iPhone này. Tai nghe không dây nhá. Tai nghe không dây. Giá của nó sẽ là 160k cho một con tai nghe không dây như này. Hàng của thương hiệu iPhone 14 iPhone Pro nhá. Đấy, EarPods Pro các bạn, EarPods Pro. Hàng nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng nguyên siêu như này nhá. Đó, hàng nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Một con tai nghe như này giá của nó chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan luôn nhá. Made in Japan luôn. Giá thì cực kỳ là hạt rẻ và hấp dẫn cho các bác rồi. Cái dòng này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi. Đó. Hàng sẽ là nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy, về nhà các bác con này thì bên shop bán có bảo hành luôn, cho nên các bác cứ yên tâm. Đấy, lỗi đổi mới trong vòng 10 ngày. Về nhà các bác cứ nghe, cứ kết nối. Nếu có lỗi làm gì thì em đổi, nhưng mà dòng này thì nói chung là nó cũng ít lỗi lắm. Khi thoảng các bác dùng mà mình không quen thì nó có thể là nó bị mất một tai như nào đấy, thì về nhà các bác có thể tự mình điều chỉnh nhá. Đây. Đấy, made in Japan con này. Đấy, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, California này, California này. Made in Japan nhá. Đấy, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đây, nó sẽ là một con tai nghe chất lừ như này các bác này. Ở đây thì nó sẽ có hai bên nhá. Bên trái thì các bác lắp vào tai bên trái, bên phải lắp vào tai bên phải cho em. Đó, nó sẽ có hai bên như này. Các bác có thể kết nối iPhone này,
hoặc là điện thoại Samsung đều được hết nhá. Các loại điện thoại đều kết nối được hết đây. Đấy, nó sẽ là một con tai nghe như này, hàng made in Japan nhá. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Giá thì rất hợp lý cho bác nhá. Một con tai nghe iPhone như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 thôi, 160.000. Ngoài ra thì nó sẽ có kèm cho các bác là một cái cáp sạc này, một cáp sạc nhá, và một cái bộ lót bao gồm là bốn cái miếng lót như này nhá, bốn cái miếng lót cao su như này, để các bác có thể dùng mình thay thế cho nó vừa cái cứ tai, hoặc là mình dùng mà lâu ngày nó hỏng thì các bác có thể thay vào cho em đó. Và nguyên cái sách hướng dẫn của nó thôi nó cũng đã khẳng định được đẳng cấp rồi các nhá. Đây, nguyên cái sách hướng dẫn của nó này dài ngút ngàn luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng Nhật và xuất sang Mỹ nhá, California nhá, California. Đấy, nguyên cái sách hướng dẫn của nó cũng đã đẳng cấp rồi. Đấy, hàng rất chất lượng cho bác luôn. Đấy, từ tem mác rồi sách hướng dẫn đầy đủ các bác luôn nhá. Đấy, giá thì cực kỳ hấp dẫn cho bác luôn, hàng made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Đây. Đấy, California này, made in Japan con này, made in Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là tai nghe không dây, giá sẽ là 160.000. Các bác có thể kết nối để mình nghe nhạc hoặc đàm thoại trực tiếp đều ok hết nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái vắt cam nhá. Các bác lên tên là vắt cam bằng tay. Bên shop có hai dòng, một là dòng vắt bằng máy, hai là dòng vắt bằng tay. Thì đây là cái dòng vắt cam bằng tay. Giá thì vắt cam bằng tay này bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 60.000 cho con vắt cam bằng tay như này. Con này rất là tiện. Đấy, thì ví dụ như là các bác sử dụng thì nó rất là tiện nhá. Có cái phần phễu này để các bác rót này. Khi các bác dùng thì mình chỉ cần là đặt lên như này, sau đó thì mình xay quả cam là nó sẽ chảy nước xuống. Còn lại là các cái phần trên như là sơ này hoặc là hạt thiếc nó đọng ở bên trên, các bác chỉ cần tháo này đi rửa. Còn cái này có thể uống trực tiếp hoặc là chiết ra cốc, mình rót ra cốc để mình pha thêm đường hoặc như nào đấy, tùy nhu cầu mục đích các bác. Đây đây, nó sẽ có cái lẫy này, khi mình sập xuống là nó sẽ vào cái quai này, là mình cứ thế mình giữ cái đáy này là mình xoay thôi, rất là tiện. Bằng inox 304 nhá, dày dẫn sáng bóng đẹp. Con này thì rất là tiện các bác vắt cam, vắt chanh hoặc là các cái loại hoa quả mình cần vắt lấy nước. Đấy thì mình đưa vào mình vắt cho em. Lên cho em là vắt cam bằng tay, bên em có cả các loại bằng máy nhá. Con này thì vắt cam bằng tay. Bên cho em là vắt cam bằng tay, giá của nó sẽ là 60k. Đó. Vắt cam bằng tay này. Vắt cam bằng tay giá của nó sẽ là 60k cho một con vắt cam bằng tay như này nhá, 60.000 các bác nhá. Đấy, 60.000 cho một con vắt cam bằng tay như này, rất tiện dụng luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên cho em là đốc sạc kèm pin nhá. Đấy, nó sẽ là 65.000 cho một cái bộ như này, bao gồm cả đốc sạc kèm thêm cả pin luôn. Cái này thì nó chỉ có đốc sạc kèm pin thôi, bên em không có bán rời. Đấy, tại vì cái nhà sản xuất thì người ta sản xuất nó là đốc kèm pin luôn. Đấy, thì các bác muốn mua tăng pin lên thì các bác chỉ có cách là mua thành hai bộ thôi. Mua thành hai bộ thôi, giá sẽ là 65.000 cho một bộ. Thì các bác có thể mua hai bộ thì mình về mình cất cái đốc sạc này đi, hoặc là khi mình sử dụng thì mình có thể sử dụng song song. Đấy, trên tầng trên một cái, tầng dưới một cái, về nhà các bác lắp pin vào này cho em. Đó, và cắm sạc vào. Pin này nó sẽ là pin đồng hồ nhá. Đấy. Hoặc là pin sử dụng cho điều khiển mic nhá, mic không dây. Đó. Thì các bác lên xem là đốc sạc pin đồng hồ. Con này chỉ sử dụng được pin đồng hồ và mic dây thôi, nói chung là mic của nó là cỡ pin của nó là cỡ pin đồng hồ nhá. Đấy, đốc sạc pin đồng hồ này. Đốc sạc pin đồng hồ nhá, pin đồng hồ. Giá sẽ là 65k cho một bộ, bao gồm là một đốc sạc kèm 4 viên pin. Bên em không bán rời nhá, không bán rời cho nên là các bác không mặc cả à, không hỏi rời làm gì nhá. Bên em chỉ có bán theo combo này thôi, chứ không có bán lẻ nguyên pin. Đấy, hoặc nếu có bán lẻ nguyên pin thì giá nó vẫn là 65.000 thôi. Đấy, cho nên là các bác cứ thôi bảo cho tôi một bộ hoặc hai bộ cho nó nhanh, đỡ phải mất công trình bày hoặc hỏi đi hỏi lại nhau, nó mất công. Đấy, lên cho em là đốc sạc kèm pin đồng hồ. Pin này thì các bác có thể lắp vào đồng hồ hoặc là lắp vào điều khiển đều được nhá. Điều khiển các loại điều khiển chạy pin to, hoặc là lắp vào mic karaoke. Thì cái này lắp vào mic karaoke rất nhiều, các bác khỏi phải đi mua pin, nó bất tiện. Giá sẽ là 65.000 đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cào đất nhá. Các bác lên cho em là cào đất này, giá sẽ là 30.000. Con này thì rất là to luôn. Đây, đấy, cái đường cào của nó như là bàn tay này, các bác dùng để mình cào xới đất này, bới đất các thứ rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con cào đất như này, giá của nó sẽ là 30.000 cho con cào đất như này nhá. 30.000. Bác nào lấy một đôi thì bên em sẽ tính cho bác với giá đó là 50.000 cho một đôi nhá. 50.000 cho một đôi. Còn mua lẻ thì sẽ là 30.000 một chiếc, còn mua cả đôi như này thì sẽ là 50k một đôi nhá. Đấy. 50k trên một đôi, 50k cho hai chiếc. Các bác có thể mua về để mình cào xới đất làm vườn hoặc là nhặt cỏ kiếc đều ok hết nhá, rất là đẹp luôn. Đây, của nó cán nó chìm mà sâu như này rất là chắc chắn này. Lên mã giúp cho em là cào đất, lẻ nó sẽ là 30.000.
còn mua cả đôi này là 50.000 một đôi nhá, 50.000 một đôi như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu nhá. Lên mã giúp cho em là đá vĩnh cửu. Ở đây thì nó sẽ là một cái sản phẩm, một cái khay đá như này, một cái khay như này. Đấy, và nó sẽ là 6 viên đá. Cái dòng đá này của nó thì nó sẽ là đá vĩnh cửu, các bác cứ bỏ vào ngăn đông tủ lạnh khi nào mình cần sử dụng đồ ăn lạnh này. Đấy, thức ăn lạnh, đồ uống lạnh thì mình lấy ra. Ví dụ mình rót bia rồi nước ngọt rồi các loại nước, hoặc là rượu tây, rượu mạnh mà các bác cần uống giữ nguyên cái độ nguyên chất thì các bác cho vào cho em. Nó vẫn lạnh nhưng mà vẫn giữ được độ nguyên chất nhá. Lên cho em là đá vĩnh cửu, giá của nó sẽ là 80.000 cho một hộp như này. Đó, đá vĩnh cửu này. Giá của nó sẽ là 80.000 cho một hộp như này nhá. 80.000 cho một hộp đá vĩnh cửu như này. Đó, 80.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì cái này nó sẽ là các bác lên đã giúp cho em là các bác lên mã giúp cho em là hắc lào nhá. Đấy. Long ben hắc lào. Đấy. Một cái típ hăng long ben hắc lào như này, giá shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25.000 nhá. 25.000 cho một típ long ben hắc lào như này. Con này hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy. Các bác có thể sử dụng là mình bị nấm tay chân này, rồi là long ben hắc lào, rồi vẩy nến, rồi nấm ngứa bôi vào đều khỏi hết nhá. Nó sẽ là thuộc cái dạng kem, bôi vào thì nó rất là mát và dễ chịu. Lên cho em là cái này là long ben hắc lào đúng không? Lên cho em là long ben hắc lào nhá. Long ben hắc lào nấm ngứa đều khỏi hết. Giá sẽ là 25.000 cho một típ nhá. 25.000 cho một típ. Đấy. Long ben hắc lào nấm ngứa đều khỏi hết nhá. Lên cho em là long ben hắc lào này. Đấy, long ben này. Hắc lào này. Hắc lào nấm ngứa nhá. Hắc lào nấm ngứa. Giá của nó sẽ là 25.000 nhá. Nấm ngứa tay chân đấy, 25.000 cho một típ như này. 25.000 cho một típ long ben hắc lào nấm ngứa. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật rất là nhiều mã hàng mới. Trong đó bên shop về cho các bác cái lô nồi lẩu này, lẩu 2 tầng, lẩu mini rồi cặp lồng hấp rất là đẹp và xịn sò để gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Đây một cái con nồi lẩu mini nhá, đang sôi rất là ác luôn các bác này. Đấy, nồi lẩu mini con này giá sẽ là 150.000. Đường kính của nó là 20cm nhá, 20cm. Đấy. Tiếp theo thì đến một cái con nồi lẩu 2 tầng nhá. Con này 2 tầng luôn, khói ngùn ngụt luôn các bác này. Đấy. Nó sẽ là có một tầng khay hấp như này. Đấy, một tầng khay hấp như này. Đấy, các bác thấy không? Một tầng khay hấp và một tầng thường như này. Đấy, cũng đang sôi ngục luôn. Con này thì đường kính của nó sẽ là 28cm nhá, 28cm. Đó. Tiếp theo là đến một con cặp lồng điện này, cặp lồng điện. Đấy, con này thì nó sẽ có 2 tầng như này. Đấy, cũng sôi ngục luôn các bác này. Đấy, cũng sôi ngục luôn. Đó, đây. Đấy, sôi ngục luôn các bác nhá. Đó, thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng món một cho các bác xem tham khảo. Các bác nào có nhu cầu mua món nào thì có thể liên hệ nhá. Thì đầu tiên nó sẽ là một cái con nồi lẩu 2 tầng đi. Nồi lẩu 2 tầng này. Đấy. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một khay hấp này. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một khay hấp như này. Đấy, nó sẽ có kèm thêm cho các bác là một cái khay hấp như này nhá. Một khay hấp như này các bác có thể đặt lên đây này. Đấy, đường kính của nó thì vào khoảng 28cm. Một khay hấp này kèm thêm cho các bác là nắp kính như này. Đấy, nếu các bác dùng ăn lẩu thì mình có thể là bỏ cái khay hấp này ra và mình dùng trực tiếp ăn lẩu luôn. Con này thì nó có chống dính luôn nhá. Có chống dính luôn các bác này. Đấy, đu nó rất là nhanh sôi. Con này thì nó sẽ có hai số, số 1, số 2 nhá. Khi các bác bật thì công tắc nó sẽ ở đây này. Đấy, bật là nó sẽ lên đèn này. Đây. Đấy, đèn đỏ lên này. Đấy, số 2 này. Đấy, số 1 này và tắt đi là đèn nó tắt nhá. Bật lên số 1 là nó sẽ lên đèn này. Số 2 này nó sẽ có hai cấp độ số như vậy nhá. Sôi rất là mạnh luôn. Và con này ưu điểm của nó là hàng chống dính nhá. Hàng chống dính cho nên là các bác sử dụng yên tâm. Đó, hàng chống dính cho nên các bác có thể chiên, rán, xào, nấu được hết nhá. Đó, và rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con nồi lẩu 2 tầng như này, giá của nó sẽ là 230.000 nhá. Lên cho em là lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. Lẩu 2 tầng nhá, giá sẽ là 230.000. Giá rất tốt cho bác luôn. Đây. Đấy, vung viết của nó này, vung kính cường lực này, một khay hấp này, một khay hấp như này. Đấy, và kèm thêm cho các bác là một nồi lẩu như này. Đấy, có tráng chống dính nhá, tráng chống dính này. Đường kính khoảng 28cm nhá, 28cm. Đường kính 28cm, siêu dày dẫn và chắc chắn luôn. Hàng sử dụng điện 220V này. Đấy, điện 220V 28cm, công suất của nó là 1000W nhá, 1000W. Hàng dùng cực kỳ là ngon luôn, các bác có thể dùng để chiên, rán, xào, nấu được hết. Có chống dính nhá. Đấy, có chống dính luôn. Chiên, rán, xào, nấu ok. Đó, đây. Rất chất lượng cho các bác nhá. Đó.
Sản phẩm tiếp theo đó là em lên cho bác cái con nồi, nó sẽ là một cái con nồi lẩu mini nhá. Đây, một con nồi lẩu mini như này. Con này thì cũng sôi rất là ác luôn này. Đấy, có công tắc ở đây, các bác có thể tắt bật ở đây này, tắt đi bật lên này. Đấy, nó sôi rất khủng khiếp luôn các bác, sôi rất khủng khiếp luôn. Con này sôi rất là mạnh nhá. Các bác có thể dùng để mình ăn lẩu này, nấu mì này, hoặc là dùng các công việc đều được nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Sôi rất là ác luôn. Đây. Đấy, một con nồi lẩu như này, sôi rất khủng khiếp nhá. Con này thì các bác có thể dùng để chế biến đồ ăn, ví dụ như là nó cũng có chống dính, có thể dán được nhá. Và có công tắc này, các bác chỉ cần bật lên là cho em là xong này. Đấy, đường kính của nó thì con này của nó sẽ là một con nồi cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đường kính của nó sẽ là 18cm nhá, 18cm. Đường kính của nó sẽ là 18cm, có công tắc đóng ngắt như này. Đấy, xôi rất là mạnh luôn, kèm dây giếc cho bác đàng hoàng. Hàng cực kỳ là cao cấp nhá. Đấy, đường kính 18cm. Con này thì nó cũng sử dụng điện 220V nhá. Đấy, điện thì nó sẽ là điện 220 này. Đây. Đấy, điện 220V này, 450W này và 50Hz nhá. Đấy, điện 220V, 450W và 50Hz. Đó. Đây, thông số giếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, nó cũng rất là tiện nhá. Lên cho em là nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con nồi lẩu mini như này, giá của nó sẽ là 100 đây. Đây, nồi lẩu mini, giá của nó sẽ là 150.000 cho một con nồi lẩu mini như này nhá. 150.000. Lên cho em là nồi lẩu mini, giá sẽ là 150.000, rất tiện dụng luôn. Đấy, xôi rất là mạnh, có công tắc các bác chỉ cần tắt đi như này là xong. Đó, tắt công tắc đi là xong. Đó, nó rất là tiện luôn. Đấy, có dây cắm điện như này. Đấy, con này thì nó xôi rất là dai luôn, tắt công tắc rồi mà nó còn xôi mãi này, mâm của nó nóng rất lâu nhá. Đây, công tắc em đã tắt nhá, điện đã rút nhá. Đấy, điện đã rút. Nhưng mà con này nó cũng giữ nhiệt rất là khủng khiếp luôn. Đây các bác này. Đấy, công tắc tắt này, điện rút này. Nhưng mà nó giữ nhiệt rất khủng khiếp luôn nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con từ từ đã. Kéo vào dây điện đấy. Giá của nó sẽ là 150.000 nhá, lên mã cho em là nồi lẩu mini nhá. Điện đã tắt nhá, điện đã tắt, công tắc đã rút nhá, nhưng mà vẫn sôi rất là lâu luôn, sôi rất lâu luôn các bác nhá. Đó. Lên cho em là nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Sản phẩm tiếp theo đó là các bác lên cho em cái mã sản phẩm đó là cái cặp lồng điện nhá. Lên mã giúp cho em là cặp lồng điện này. Nó sẽ là một con cặp lồng như này. Một con cặp lồng như này các bác nhá. Đây, một con cặp lồng rất là đẹp này. Đấy. Nó sẽ có 2 tầng. Có 2 tầng. Đây. Đây là cái tầng 1 này. Tầng 1 thì các bác cho nước trực tiếp vào đây nhá. Cho nước trực tiếp vào đây nó sôi rất mạnh luôn. Đấy, sôi rất mạnh luôn như này các bạn này, nó đang sôi đây các bạn này. Đấy, đang sôi đây, sôi rất là mạnh luôn. Và nó sẽ có công tắc ở đây các bạn này, có công tắc ở đây, các bác có thể tắt đi này. Đấy. Tắt đi vẫn sôi ục luôn, bật lên này. Bật lên thì công tắc nó sẽ lên này. Đấy, sau đó thì các bác đun cho nước vào nó sẽ đun sôi thôi. Đây, nó đang sôi này các bạn này, đang sôi ục luôn. Thì các bác có thể cho các cái loại ví dụ như là gạo này. Đấy, gạo này rồi cơm canh rồi các kiểu vào đây, cho vào đây thì mình có thể, ví dụ cho gạo vào đây là các bác cho thêm nước vào đây nữa là mình có thể nấu cơm trực tiếp ở trong cái khay này được luôn. Đấy, cho vào đây mình nấu cơm trực tiếp luôn nhá. Nó sẽ là khay inox nhá. Đấy, khay inox giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt và nấu cơm nước rất là ngon luôn, sáng bóng đẹp các bác nhá. Đấy. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 2 tầng và sẽ có 4 cái khay như này. Thì các bác tích trữ đồ ăn này, mang cơm này, mang đồ ăn rồi canh riêu các thứ đi nhá. Các bác để hết vào 4 cái khay này cho em. Đến công ty nhà xưởng hoặc là đến nơi làm này các bác chỉ cần là cắm điện vào. Đấy, đến nơi thì các bác cắm điện vào cho em. Đấy, nó sẽ có 2 tầng như này. Các bác chỉ cần cắm điện vào cho em này. Đấy, cắm điện vào. Đến nơi thì các bác cắm điện vào cho em. Sau đó thì mình bật công tắc lên là mình sử dụng thôi. Ví dụ như là các bác mang cơm mang đồ ăn đi thì gần đến bữa ăn là mình sử dụng nhá. Đấy, nó sẽ là 2 tầng như này. 2 tầng có quai sách như này, cực kỳ chắc chắn, chất lượng và xịn sò luôn. Đó, chất lượng và xịn sò nhá. Và con này các bác dùng để mang cơm đến đi làm, đi học ở cơ quan hoặc đi làm hoặc là đi công tác thì rất là tiện nhá. Đấy, 2 tầng như này các bác này. 2 tầng như này. Lúc nào cũng sôi ngục luôn. Lúc nào cũng sôi ngục luôn nhá, rất là tiện luôn. Đó. Thì lên cho em đó là cặp lồng điện nhá. Lên cho em là cặp lồng điện, giá của nó sẽ là 175.000 cho một con cặp lồng điện như này. Đấy, nó sẽ là 175k nhá. Lên mã giúp cho em là cặp lồng điện, sôi rất là mạnh luôn. Đấy. Thì con này rất là tiện các bạn, 175.000 cho một con cặp lồng điện như này. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Mã sản phẩm đầu tiên đó là Nive Shop, tiếp tục về cho bác cái bộ chuyên cối xay nhá. Lại phải lấy tí nước rồi. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con dạng như cối xay ba chân như này các bác này. Đấy, cho nên bên em gọi là chuyên cối xay, chứ nhiều bác lại cứ thắc mắc là cối xay là cái gì thì nó hơi vô lý, cho nên là nó chỉ là một cái chuyên. Đấy, bộ chuyên nấm pha trà và nó giống cái hình cái cối xay ngày xưa, cho nên bên em gọi nó là bộ chuyên cối xay thôi. Chứ nhiều có chứ.
nhiều bác lại cứ gọi là cái này là cái gì, sao này là cuối xay là như nào, nó có xay được không thì nó cũng vô lý quá. Đấy, thì là em cũng thông báo với các bác thế. Thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 chén này. Đấy, 6 cái chén rất là ngon lành luôn. Kèm thêm cho các bác là một cái thống này, một cái thống để các bác đặt vào đây xem. Đấy, và một cái nắp chuyên như này, một cái nắp chuyên như này. Đó. Thì các bác sẽ cho trà vào đây, cho trà cho các cái loại nước mình cần pha vào đây này. Đấy, ví dụ đây nha, cái này thì cho vào đây này, các bác cho trà vào đây. Đây thì em đang cho thử nước rồi nhá. Đấy, cho trà cho các thứ vào đây. Ok. Sau đó thì các bác pha này, ví dụ như các bác muốn tráng trà này, xoay cái này đến này cho em này. Đấy, tôi chế đầu ra nhiều quá. Ok. Đấy, ví dụ tráng hết trà này các bác cho hết luôn, tráng hết này. Đấy, tráng hết cho hết ra cái thống này luôn, sau đó thì mình đổ đi hoặc là mình đổ ra các chén này mình tráng này. Đó, sau đó thì các bác lại quay ngang trở lại. Tóm lại là cái vòi này vào cái quai này là đổ, và vòi này vào quai này là sẽ là chảy nhá. Đây. Đấy, còn quay ngang đây này thì lại là giữ lại này. Đây em lại cho lại cho bác xem nhá. Đây. Tôi chỉ cái con thống này rót cực kỳ là xuôi luôn con này, rót rất là xuôi luôn nhá. Đấy, không hề có bị ngược một giọt nào luôn, rất là ngon này. Đấy, thì ví dụ các bác hãm xong rồi nhá, các bác chiết này, muốn chiết có khách chiết ra một ít này. Đó, lại xoay ngang lại này, xoay ngang lại này. Đây, rồi, mời các bác thưởng trà nhá. 1 2 3 nào. Đấy, em chiết ra chén cho các bác này. Đấy, chiết ra chén rất là ngon luôn này, các bác thấy không? Đấy, quá là ngắt luôn. Có một cái bộ này để trên khay mà thưởng thức thì thôi rồi luôn. Đấy, các bác lại tiếp tục chắt ra này. Đấy, chắt ra thì các bác cứ xoay như này là nó sẽ chảy ra nhá. Còn muốn dừng thì xoay ngang này nó sẽ dừng này. Ok này, đó, rồi, mời các bác uống trà đi. Đấy, thì các bác lại rót ra như này cho em. Đấy, rót ra như này cho em. Đó, nó rất là tiện nhá. Đấy, rất tiện này. Các bác nhả ra này nó sẽ ra này. Đấy, quay ngang này nó sẽ ngắt này. Và con này của nó thì chén của nó sẽ thuộc là cái dạng là chén tráng men nhá, tráng men. Bên trong thì men trắng, còn bên ngoài thì nó sẽ là một cái loại men hoa văn cực kỳ đẹp luôn. Hàng của Nhật nhá, cực kỳ đẹp, tinh xảo và chắc chắn. Cốc thì cũng khá là to nhá, cốc khá là to luôn đây, trong lòng bàn tay như này các bác này. Đấy, cốc khá là to trong lòng bàn tay như này. Và cái con thống này thì nó sẽ là trong lòng bàn tay như này các bác này. Đấy, con thống này thì rót một con thống này là rót 6 chén trà là thoải mái luôn, 6 chén lưng lưng là thoải mái luôn các bác nhá. Đấy, con thống này rất là đẹp luôn này. Đấy. Và đây là cái bộ cối xay này. Đây cái bộ cối xay đây. Đấy. Cái bộ cối xay đây thì nó sẽ là có một cái dạng cơ chế của một cái con là đít như này. Các bác cứ xoay đến lẫy là nó sẽ chảy nhá. Đấy, nó xoay đến lẫy là nó sẽ chảy, còn lại là nó sẽ tự ngắt, rất là tiện như vậy luôn. Đấy, rất là ngon. Bao gồm cho các bác là một con ba chân như này, một con ba chân như này nhá. Đấy, dạng hình cối xay như này. Đấy, rất là đẹp này. Lên cho em là bộ chuyên cối xay nhá, bộ chuyên cối xay. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một bộ như này sẽ là 295.000. Đó, 295.000. Các bác lên cho em là bộ chuyên cối xay, giá của nó sẽ là 295k nhá, 295k. Đó. Lên cho em là bộ chuyên cối xay. Bộ chuyên cối xay nhá. Đấy, chuyên cối xay này. Bộ chuyên cối xay giá của nó sẽ là 295.000 trong bộ chuyên này. Bao gồm cho các bác là 6 chén này, một thống này và một chuyên cối xay như này, rất là tiện luôn. Đó, hàng rất đẹp, rất tuyệt vời, giá rất tốt cho các bác luôn. Ngoài ra thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ ấm trà đồng nhá. Các bác lên cho em là bộ lên cho em là bộ chuyên chuyên ấm đồng nhá. Đấy, bộ chuyên chống chuyên ấm bằng đồng. Đấy, bộ ấm đồng. Lên cho em là bộ ấm đồng. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là một khay này. Đấy, hình con chim rất là đẹp luôn nhá. Hình con chim rất là đẹp luôn. Một khay này, một cái chuyên này. Đấy, một cái chuyên như này. Đấy, một cái chuyên như này. Một cái bộ chuyên chén bằng đồng nhá. Đấy, một con chuyên này cực kỳ là vừa xinh luôn. Con này thì nó chỉ trong lòng bàn tay thôi nhá. Nhiều bác nhận thì cứ chê là nhỏ thì nó chỉ có như này thôi. Đó, hàng bằng đồng nguyên chất luôn, rất đẹp các bác này. Đấy. Lưu ý các bác là đây. Đấy, nó trong lòng bàn tay như này nhá, để các bác nhận hàng các bác nắm được, không đến lúc các bác lại chê bảo là sao nó bé thế thì nó mất công nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái bộ bao gồm là 6 chén nhá. 6 chén luôn các bác này. Đấy, 6 chén bằng đồng, khá là vừa xinh luôn. Đấy, 6 chén bằng đồng như này. Khá là vừa xinh nhá. Thì các bác có thể dùng để mình uống trà, uống pha các loại nước uống này. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình trưng bày cũng được. Trưng bày cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Một bộ của bác sẽ bao gồm là một đĩa này, một chuyên này và 6 chén như này. Một đĩa, một chuyên, 6 chén như này. Giá của nó sẽ là 400k nhá. 400k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Lên cho em là bộ chuyên chén đồng nhá, bộ chuyên chén đồng. Đấy, bộ chuyên chén đồng giá của nó sẽ là 400.000 và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Hoa văn hoa lá cành cực kỳ tinh xảo và đẹp luôn nhá. Đấy, bộ chuyên chén đồng Nhật nhá. Giá sẽ là 400.000 bao ship đến tận nhà cho các bác. Lưu ý các bác là con chuyên này của nó thì nó sẽ là như này các bác này. Đây, em ướm cái trong cái lòng bàn tay nó như này để các bác biết được này. Đấy, ướm trong lòng bàn tay như này để các bác nắm được nhá. Tránh cái trường hợp là các bác bảo là nó bé nhá. Đấy, bảo nó bé. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng rất đẹp, rất chắc chắn và tinh xảo nhá. Đấy, rất đẹp, rất chắc chắn, tinh xảo như này. Đó, lên xem là bộ chuyên chén đồng. Đấy, lên xem là chuyên chén đồng nhá. Giá của nó sẽ là 400k. Đó.
chuyên chén đồng này. Đó. Chuyên chén đồng nhá. Đấy. Chuyên chén đồng này. Đồng nhá, bằng đồng luôn. Giá của nó sẽ là 400k nhá. 400k bao ship tận nhà cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là Nay Bên Shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động nhá, găng tay lao động. Thì bên shop về nó sẽ có màu đen, màu xanh và màu xám này. Đấy, nói chung là bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, cái này cái màu nó cũng chả quan trọng, nó găng tay lao động thôi mà, nó đơn giản thôi. Thì ở đây nó sẽ là một cái găng tay siêu VIP cho các bác luôn. Thứ nhất là độ giãn của nó rất là tốt nhá, độ co giãn đàn hồi rất là tốt. Thứ hai là nó sẽ có một cái phần phủ cao su như này để cho các bác khi mà mình sử dụng thì nó chống trơn trượt này. Đấy, chống trơn trượt rồi chống gọi là chống bị khi mà các bác sử dụng lái xe cũng được, lái xe thì nó không bị trơn. Hoặc là khi mình sử dụng mình lao động cầm cuốc, cầm xẻng các thứ không bị trơn trượt. Và các bác thấy em đeo mà nó có đẹp không? Đấy, nó rất là đẹp luôn. Nó khá bỏ vào gò đây luôn. Bỏ vào luôn cho chắc chắn nó phải thật là. Đấy thì nó sẽ là rất là ôm tay nhá, ôm tay này. Đấy, em đeo vào cái cảm giác nó bàn tay nó đẹp lên bao nhiêu luôn. Vâng này, đó, đây. Đấy, nhìn vào nó rất là đẹp này. Đấy. Và nó rất là xinh nhá, nó vừa nhá, nó ôm vào các cái nách tay như này này. Tại vì nó có cái độ giãn nhá, cái này nó rất là giãn luôn. Cho nên là các bác dùng thoải mái, tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé, tay mẹ, tay con, tay ông, tay cháu, vừa hết các bác nhá. Đó. Thì các bác chỉ cần đeo vào như này cho em là xong. Thì mình có thể là lao động này, làm cỏ, nhặt cỏ này, cày cuốc rồi đi làm ruộng, làm nương đều được hết. Giá thì rất là hạt rẻ cho các bác. Bên em sẽ bán theo combo nhá. Một bịch như này là 12 đôi này. Đấy. Một bịch như này là 12 đôi thì giá của nó sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho 12 đôi. Giá quá rẻ luôn. Đó. Các bác lấy 12 đôi, 12 đôi thì giá của nó sẽ là 70k nhá. Còn lấy lẻ thì em bán từ 5 đôi trở lên. 5 đôi thì giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 5 đôi thì sẽ là 40k. Đó, còn 12 đôi thì giá là 70.000. Tùy theo các bác lấy combo được, lấy lẻ cũng được. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái con máy trà bếp nhá. Lên mã cho em là máy trà bếp nhá. Đây sẽ là một con máy rất là ngon luôn để các bác dùng để mình trà bếp, vệ sinh, nhà bếp, nhà tắm, vệ sinh, toilet, chậu rửa, chậu giếc được hết nhá. Nó bằng pin và nó chạy rất là khỏe mà này. Đấy, bằng pin chạy rất là khỏe luôn thì các bác có thể dùng để trà, kỳ, cọ, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, bàn, bếp, ga rồi nói chung là các kiểu con này điểu luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em là máy trà bếp nhá. Đấy, một con máy trà bếp như này. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k cho một con máy trà bếp như này. Lên cho em là máy trà bếp, giá của nó sẽ là 100.000 nhá. Máy trà bếp này, đó, máy trà bếp. Giá của nó sẽ là 100k cho một con máy trà bếp như này. 100.000. Đó, các bác có thể xem cái video thực tế đây. Sẽ là một con máy như này này, các bác có thể dùng để trà, cọ kỳ, rửa nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, bàn bếp, giặt thảm, giặt tiếc, nói chung là tất cả các cái loại mình cần về kỳ cọ rửa là các bác dùng được hết nha. Nó rất là tiện đây. Đấy, đánh dép, đánh guốc rồi kỳ cọ phòng tắm, nhà vệ sinh, toilet, bàn bếp. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Và giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 100.000 cho cái bộ máy như này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng thước rút tự hãm nhá. Cái thước rút tự hãm thì nó sẽ có hai mẫu cho các bác này, một mẫu 5m và một mẫu 7m rưỡi. Đấy, sẽ có cho các bác là dòng 5m và dòng 7m rưỡi nhá. Đây. Đấy thì ưu điểm của con này là rút ra nó sẽ tự hãm nhá. Rút ra tự hãm này. Rút ra tự hãm nó rất là tiện luôn. Đấy, ưu điểm của nó sẽ là rút ra nó tự hãm như này, nó rất là tiện nhá. Nên xem là thước rút tự hãm nhá. Rút ra nó tự hãm này rất là tiện này. Đấy. Còn khi các bác bóp thì nó mới vào. Đó. Và thước thì rất là cứng nhá, thước cứng, số to rõ ràng, rất là dễ nhìn, hàng của Nhật nhá. Đây. Đấy, Japan này các bác này. Đây, Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Thì con 5m này sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một con 5m này. Đấy, và có dòng 7m rưỡi nhá. Con 7m rưỡi này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 7m rưỡi thì giá sẽ là 50.000 đây. Con này là dòng 7m rưỡi này. 7m rưỡi thì giá của nó sẽ là 50k. Đấy, còn con 5m thì sẽ là 40.000 và 7m rưỡi sẽ là 50.000 nhá. 50.000. Đó. Ngoài ra thì bên shop còn một cái thước vàng 5m này. Con thước vàng 5m này thì thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là 30.000 cho một con thước vàng 5m như này nhá. Thước vàng 5m thanh lý giá 30.000 này. Đó, con này sẽ là thước vàng 5m này. Đây. Đấy, cũng rất là to luôn, hàng của Kabushi Japan nhá. Cũng là hàng nội địa của Nhật. Đấy, 5m thanh lý nốt cho bác với giá là 30k này. Có con 10m này đang bán 80.000 cũng thanh lý nốt cho bác với giá là 60k cho con 10m như này nhá. 60.000 cho con thước 10m như này. Đấy. Thanh lý nốt cho bác với giá là 60.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop còn mấy con thước 7m nữa này. Đấy, con này nó sẽ là dòng 7m có lỗ ban nhá. 7m có lỗ ban. Thanh lý nốt cho bác với giá là 50.000. 50.000 cho một con thước 7m lỗ ban như này nhá. 7m rưỡi lỗ ban. Đấy, 7m rưỡi lỗ ban thì em còn mấy con nữa. Thanh lý nốt cho bác với giá là 50k. Dòng thước lỗ ban nhá. Đấy, 7m rưỡi lỗ ban, 50.000. Đó, 7m rưỡi còn 4-5 con nữa. Đấy, tiếp theo thì sẽ là một cái dòng dao dọc giấy nhá. Dao dọc giấy thì bên em bán lẻ sẽ là 15.000 một chiếc. Còn bác nào lấy combo thì từ 3 chiếc trở lên thì bên em tính cho các bác với giá đó là
10.000. Đấy, lấy từ 3 cái trở lên tính 10.000, còn mua lẻ thì sẽ là 15k một chiếc này nhá, 15k. Đấy, còn mua 2 cái thì từ 3 cái trở lên thì tính cho bác là giá là 10.000 một chiếc, từ 3 cái thì mới tính 10.000 được, còn 2 cái vẫn phải tính 15.000. Thì tốt nhất là các bác lấy thành 3 cái đi là 30.000 là xong, đúng không? Đấy, thì mua lẻ là 15.000 một chiếc, còn mua từ 3 cái thì sẽ là 30.000. Dao thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn, bên ngoài thì bằng cao su non, bên trong bằng nhựa cứng nhá. Đấy, có kèm một dao một lưỡi rồi. Đó, giá thì sẽ là 15k một chiếc và mua từ 3 chiếc trở lên thì tính sẽ là 30.000. Đấy, 30.000 3 chiếc. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy đuổi chuột nhá, máy đuổi chuột. Các bác lên cho là máy đuổi chuột, giá của nó sẽ là 35.000 cho con máy đuổi chuột như này. Đấy, chuyên để đuổi chuột, kiến rán côn trùng, các bác chỉ việc là cắm vào điện 220 là xong. Lên cho em là máy đuổi chuột, giá sẽ là 35k nhá. 35k cho một con máy đuổi chuột như này, chuyên đuổi chuột kiến rán côn trùng, các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Tiếp theo thì lên cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đuôi lò xo nhá. Đấy, có lên cho em là đuôi lò xo. Đấy, đuôi lò xo A nhá, đuôi lò xo A, giá của nó sẽ là 35.000 cho một con đuôi lò xo như này. Có 35.000 thôi. Về nhà thì các bác chỉ cần là đấy, xoáy vào công tắc này, đấy, cắm điện vào cho đó thì xoáy bóng vào đây, có công tắc đóng ngắt cho bác luôn, rất là tiện. Giá sẽ là 35.000 cho một con đuôi lò xo như này nhá. 35.000 cho một con đuôi lò xo như này, rất là tiện luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bình xịt nhớt nhá. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan này. Đó. Con này thì hàng nội địa của Nhật nhá. Đầu vòi này có thể ngoắt nghéo này, để các bác đưa vào các cái vị trí khó đều ok hết nhá. Bóp xịt rửa rất là ok luôn. Và con này thì bên shop cũng đang gửi tới bác một cái con bình xịt nhớt như này, giá của nó sẽ là 40k nhá. Lên cho em là bình xịt nhớt, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con bình xịt nhớt như này. Các bác có thể dùng như này để xịt này. Ưu điểm của con này là nó không bị đổ nhá, không bị đổ, tại vì nó là dòng bơm xi lanh. Khi các bác bơm thì van nó mới mở nhá, bơm van nó mới mở, còn lại là luôn liên tục đóng, rất là tiện. Đấy, thì con này giá chỉ có 40.000 thôi. Các bác có thể dùng để mình dùng để mình xịt vào các cái phần để mình tra dầu tra nhớt này, hoặc là các bác dùng để bơm xịt tăng cường nhớt rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k cho một con bình xịt nhớt này thôi. Rồi, ok. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái lô bơm cây nhá. Các bác lên cho em là bơm cây. Thì lưu ý các bác là dòng này nó sẽ là một cái dòng hàng rất là cồng kềnh, vận chuyển nó rất là khó khăn. Cho nên là khi các bác đặt hàng thì lưu ý giúp cho em là cảm thấy nhu cầu, mục đích và công năng nó phù hợp thì mình hãy đặt, tránh cái việc là hàng đến các bác không nhận nhá. Em nhắc lại, bơm thì hàng của thương hiệu Kiroto, đấy, hàng của Nhật. Đấy, Kiroto hàng của Nhật. Con này thì hàng của nó sẽ tương đối là cồng kềnh thôi nhá. Đấy, tương đối là cồng kềnh, vận chuyển nó khó khăn. Cho nên là các bác lưu ý cho em là nếu các bác cảm thấy phù hợp với công năng và mục đích sử dụng cũng như là nhu cầu thực tế thì các bác hãy mua. Còn lại là nếu mà không có nhu cầu thực sự thì các bác không nên đặt. Đặt chơi chơi, đặt cho vui thì các bác không nên đặt, tại vì cái hàng này nó rất là cồng kềnh, vận chuyển đóng gói nó rất là vất vả và tiền ship nó mất nhiều. Đấy, em đến hàng các bác không nhận thì nó mất công, nó tội em ra. Cho nên là lưu ý các bác nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em là bơm cây nhá. Con này thì giá sẽ là 150.000 và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Lên cho em là bơm cây nhá. Bơm cây, giá của nó sẽ là 150k và bao ship tận nhà bác luôn nhá. 150.000 cho một con bơm cây như này. Đấy, lên cho em là bơm cây, giá sẽ là 150.000. Con này thì rất tiện dụng luôn. Thân của nó là bằng inox nhá, inox sáng bóng này. Đấy, bơm thì có đồng hồ báo nhá và có các cái phụ kiện đi kèm để cho các bác có thể là bơm được rất là nhiều các cái chi tiết luôn. Đây. Đấy, bơm cực kỳ khỏe và đẩy hơi nhá. Bơm rất là khỏe và đẩy hơi luôn. Đây con này. Đấy, đầu này thì các bác có thể bơm xe đạp, xe máy đều được hết nhá. Đấy. Có đồng hồ báo nhá. Có đồng hồ báo đàng hoàng. Đấy, bơm thì rất là khỏe, đẩy đàm hơi và bơm rất là ngon. Đấy. Đây. Bơm khỏe đẩy hơi, bơm đàm rất là ngon luôn. Hàng của thương hiệu Kiroto. Đó. Đấy, bơm của thương hiệu Kiroto nhá. Đấy, bơm thương hiệu Kiroto, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000. Lên mã treo là bơm cây nhá. Đó, bơm cây 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là keo vá tường nhá. Các bác lên cho em là keo vá tường. Đấy, giá thì sẽ là 40k cho một típ như này. Một típ này của nó thì nó sẽ được khoảng là 250g, tức là 2 lạng rưỡi, và nó thuộc dòng là keo trong nhá. Đấy, thuộc dạng là keo trắng như này để các bác dùng để vá tường rồi mình trang trí vào các cái phần tường mà bị bong chốc này, thấm rột này. Đấy, đều được hết nhá. Nó rất là tiện dụng, rất là tiện dụng luôn. Đây. Đấy, thì ví dụ như là các cái phần tường nó bị nứt, bị thấm rột này, các bác bôi lên cho em. Sau đó thì mình dùng cái bàn cào này, đấy, mình vuốt nó đi. Đấy, thì nó sẽ che hết các cái khuyết điểm ở các cái phần tường đó. Ví dụ phần lồi lõm này, hoặc là phần bị thế nào đấy, thì các bác cứ dùng cái này che đi cho em là nó sẽ che hết khuyết điểm luôn. Đó, lên mã giúp cho em là keo vá tường nhá. Keo vá tường, giá của nó sẽ là, lên cho em là keo vá tường này. Keo vá tường nhá, keo vá tường, giá của nó sẽ là 40k trên một lọ nhá. 40.000 trên một lọ keo vá tường. Đấy. 40k trên một lọ như này.
sẽ kèm cho các bác là một cái đầu bàn trà như này và một cái đầu vòi như này. Đấy, để các bác sử dụng nhá. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Cái phần tường nhà bác đã bị bong chốc này, bị thấm rột này. Đó, các bác dùng cái này các bác bôi lên cho em. Đấy. Bong chốc thấm rột rồi, nói chung là các cái khu vực mà nó bị nứt này. Đấy. Dùng cái keo này các bác trà lên cho em, trẻ con trẻ mỏ nghịch này. Đấy, hoặc các cái phần ổ điện nó bị nứt này. Đấy, dùng cái này các bác bôi lên cho em. Đó, sau đó thì mình kéo đi. Đấy, đẹp luôn, nhẵn nhụi luôn các nhá. Đấy, lại sạch như mới luôn, trắng bóng luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một lọ keo vá tường như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tất nai nhá, vỏ xanh như vỉ đen này. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là tất nai như này. Thì cái này đây này, nó sẽ là dòng tất 10 nhá, có lên cho em là tất 10. Đấy, tất 10 nhá. Đấy, lên cho em là tất 10. Tất 10 thì nó sẽ có dòng tất đen và trắng nhá, đen và trắng. Đấy. Ví dụ lên cho em là tất 10 đen này hoặc là tất 10 trắng này. Giá thì đều là 90k nhá, 90.000. 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này, 90.000 cho vỉ 10 đôi này. Em sẽ có màu đen và màu trắng. Thì tùy theo các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Cái này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Đó, bán rất là nhiều rồi. Đấy, một vỉ của nó sẽ bao gồm là 10 đôi. Đây, 10 đôi. Hàng thì co giãn 4 chiều, thấm mồ hôi tốt, chống hôi chân, chống nấm mốc, rồi nói chung là chống các loại chống luôn các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý luôn. Đấy, một cái hàng tất của Nai của Nhật như này, hàng rất chất lượng này, co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi tốt nhá. Và giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho 10 đôi thôi. Đấy, chả đi đâu mà các bác mua được một cái vỉ tất đẹp như này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng xịn sò mà giá thì chỉ có 90k thôi. Chỉ có 90.000 cho một vỉ tất như này thôi. Đấy, các bác không chả đi đâu mua được giá như này nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là Nai bên shop tiếp tục về cho bác cái các bác lên mã giúp em là phủ máy giặt nhá. Phủ máy giặt thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu. Một là mẫu cửa đứng, hai một là mẫu cửa trước, hai là mẫu cửa trên nhá. Đấy, nó sẽ có hai mẫu như vậy, một là cửa trước, hai là cửa trên. Thì tùy theo các bác. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái mẫu phủ như này. Đấy. Cái này thì về theo lô nhá. Đấy, mỗi lô thì nó sẽ có một cái loại hoa văn, hoa lá khác nhau. Thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên thôi. Đó, thì đây ví dụ như con này nó sẽ là dòng cửa trên này. Thì các bác chỉ cần là mở cái này ra này. Đấy, lúc nào mà sử dụng thì mình mở cái này ra cho em. Đó. Sử dụng thì mình mở cái này ra. Nó cái này ra thôi. Đó. Còn khi nào mà mình không dùng nữa thì mình lại đậy nắp lại, đậy nắp lại và khóa cái này lại, nó rất là tiện nhá. Lên mã giúp cho em là phủ máy giặt nhá. Nó sẽ có hai dòng, một dòng là cửa trên và một dòng là cửa trước. Đấy. Cửa trên và cửa trước thì các bác muốn dùng cái loại nào, nhà nào phù hợp với nhà mình máy loại nào thì mình lấy loại đấy nhá. Còn sau này sẽ có đai thắt như này. Đấy, các bác thắt thêm cái đai này vào là xong này. Đó, rất là tiện luôn. Phủ máy giặt giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 cho con phủ máy giặt nhá. Đây nha các bác nhá, nó sẽ có hai dòng, một dòng là cửa đằng trước này, một dòng là cửa bên trên này, thì nó sẽ có hai dòng như này. Cửa đằng trước thì các bác mở đằng trước, mà cửa đằng trên thì mở đằng trên. Đấy, rất là tiện. Các bác cho quần áo xong lại đậy lại cho em, nó rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Có hai dòng cửa trước và cửa trên. Thì các bác lấy đúng mẫu, đúng màu, đúng kiểu cho em nhá để mình sử dụng nhá. Đó, giá thì chỉ có 50k thôi. Lên cho em đó là phủ máy giặt nhá. Các bác lên cho em là phủ máy giặt này. Đó, phủ máy giặt nhá, phủ máy giặt. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái phủ máy giặt như này. Giá sẽ là 50.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là Nai bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái vòng trầm nha các bác nhá. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái dạng vòng trầm điều hòa huyết áp như này. Đấy. Lên cho em là vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Con này thì giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, dùng thì cực kỳ là tốt luôn. Đấy, thứ nhất là trầm bằng gỗ hương trầm tự nhiên này. Thì đây các bác chỉ cần là đeo vào như này cho em nhá, đeo vào như này cho em này. Đấy, các bác có thể đeo tay này hoặc đeo cổ đều được hết. Cái này của nó tổng 108 vòng và có thêm một cái đài sen rất là đẹp như này. Hàng thì nó sẽ là vòng trầm hương Tống Gia. Đấy, đây, trầm hương cao cấp Tống Gia. Con này thì bên Nhật nó đang bán là 1.800.000 nhá. Đấy, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trầm hương cao cấp Tống Gia nhá. Đấy, trầm hương cao cấp Tống Gia. Mã tem mã vạch đàng hoàng 1.800.000. Và riêng chương trình bên shop bán giảm giá tri ân cho khách hàng. Đấy, hàng về theo lô giá rất là tốt luôn. Chỉ thanh lý cho bác giá là 50 cành thôi. 50 cành cho một cái vòng trầm gỗ như này. Đấy, hàng nội địa của Nhật này, từ những khâu đóng gói đóng giếc của nó đã rất là chất lượng và xịn sò luôn. Thì các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho bạn bè người thân, hoặc là dùng để làm quà cho khách hàng, rất là đẹp luôn. Đó, một cái vòng trầm gỗ cực kỳ là đẹp và uy tín luôn. Đấy, trầm hương nhá. Con này thì ưu điểm của nó giúp là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, huyết áp ổn định thôi nhá. Đó. Lên cho em là vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp nhá. Vòng trầm gỗ này. Vòng trầm gỗ. Đấy. Vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. Đấy, 50k thôi cho một cái vòng trầm gỗ như này nhá. Đấy, 50k.
50 cành trong cái vòng trồng gỗ như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô, đó là cái nạo 5 món nhé. Lên mã cho em là nạo 5 món, giá của nó sẽ là 70k cho một con nạo 5 món như này. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 món luôn. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng. Một cái bộ này của nó là 5 món thì nói chung là dùng thì chấm hết rồi. Đấy, rất là nhiều tiện ích cho một cái bộ nạo mà 5 món như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con dao này. Con dao này thì đa chức năng luôn. Thứ nhất là dùng để thái này, gọt này, rồi làm vẩy cá này, rồi khui bia này. Đấy, thứ nhất là một con dao như này. Thứ hai là một cái con nạo thì có cái đầu này để các bác khuấy cái phần bị sâu này, một bên nạo vỏ, một bên nạo sợi này. Đấy là món thứ hai này. Món thứ ba là một cái đầu như này để các bác mình lọc các cái ruột của cái hoa quả các thứ đây. Đấy, rất là tiện nhá. Đấy. Và món thứ tư là một cái con nạo đa di năng như này. Con này thì nó rất là nhiều đầu như này. Đa di năng này các bác dùng để vặn nắp chai, rồi nói chung là mở vặn các thứ linh tinh đều ok hết nhá. Đó. Và tiếp theo nữa nó lại là một con nạo đa năng nữa. Lại là một con nạo đa năng nữa. Con này thì cũng vừa là để nạo vỏ vừa nạo sợi luôn. Đấy, có quai đeo quai sách như này. Đấy, giá thì combo cho các bác là các bác lên cho em là nạo 5 món nhá. Lên cho em là nạo 5 món. Đây, lên cho em là nạo 5 món nhá. Đấy, nạo 5 món này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70k nhá. 70k cho một cái nạo 5 món này. Lên cho em là nạo 5 món, giá sẽ là 70.000. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Các bác lên cho em là đầu chuyển cưa. Con này thì rất là tiện, các bác có thể dùng để lắp vào máy khoan, máy các loại máy khoan tay hoặc là khoan pin. Đấy, lắp đây, xoáy cái đầu này vào cho em này. Đấy, sau đó thì các bác sử dụng thôi, nó rất là tiện. Đấy, và đây thì các bác xoáy cái tay cầm này vào này, xoáy tay cầm này vào và lắp cho em cái lưỡi vào đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là bộ ba lưỡi như này, bộ ba lưỡi nhá. Đấy, bao gồm là hai lưỡi cắt gỗ và một lưỡi cắt ống nước nhá, cắt ống nước. Thì các bác lắp thì rất đơn giản thôi, chỉ cần đẩy cái lẫy này cho em này. Xoay cái lẫy này đi này. Đấy, xoay cái lưỡi này đi, sau đó này lắp cái lưỡi này vào là xong. Đó, lắp cái lưỡi sập vào. Đấy, sau đó thì các bác lắp cái đầu này vào máy khoan, máy cắt, máy mài để mình sử dụng nhá. Rất là tiện luôn. Đó. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Cái đầu chuyển cưa này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, và khách hàng dùng nó cũng rất là ok thôi. Lên cho em là đầu chuyển cưa, giá của nó sẽ là đầu chuyển cưa nhá. Lên cho em là đầu chuyển cưa, giá của nó sẽ là 80k cho cái đầu chuyển cưa như này nhá. 80.000. Đây em sẽ có video thực tế luôn các bác này. Như thế đấy. Quá cơ bản. Đây em xin giới thiệu cho các bác bộ chuyển máy khoan thành máy cưa cắt gỗ kim loại. Biến em nó đa di năng thành một máy cưa lọng cưa điện cầm tay chuyên dụng. Các bác lắp vào máy khoan dễ dàng nhanh chóng, phù hợp với tất cả loại máy. Đấy, khoan rất là tiện luôn đấy nhá. Đi kèm theo máy ba lưỡi cưa. Tùy nhu cầu sử dụng các bác lắp lưỡi thích hợp. Công việc cắt xẻ gỗ cực sướng luôn ạ. Đấy, chuyên để cắt xẻ gỗ rất là ok nhá. Gỗ rồi ống nước các thứ rất là ok luôn. Các bác theo. Đó. Đấy, rất là tiện nhá. Các bác có thể cắt theo ý thích của mình, rất là tiện luôn. Đấy, lên cho em là đầu chuyển cưa nhá, rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cưa xích nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dạng cưa đầu sợi xích như này. Con này thì cực kỳ bền đẹp và chắc chắn luôn. Hàng của nó sẽ là giọng cưa xích như này. Con này thì nó sẽ là một cái sợi dây xích dài khoảng là 40cm nhá. Một sợi dây xích dài khoảng 40cm. Các bác có thể dùng để cưa ống nước này, rồi cưa gỗ, cưa các loại ấy đều ok hết nhá. Các cái vật liệu về gỗ rồi ống nước rồi các loại đây. Đầu đai đầu điếc của nó cực chắc chắn luôn. Lên cho em là cưa xích nhá. Đấy. Cưa dây xích, giá của nó sẽ là 30.000 cho một con cưa dây xích như này. Đấy, hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và ngon lành cho bác nhá. Lên cho em là cưa dây xích, giá của nó sẽ là 30k cho một chiếc nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Con này thì cưa cây, cưa cành rồi nói chung là cưa ống nước. Đấy, nhất là anh em làm thợ nghề làm ống nước thì cực kỳ là tiện, dùng rất là thích luôn nhá. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là cưa dây xích nhá. Cưa dây xích giá của nó sẽ là 30k. Đấy. Lên cho em là cưa dây xích này. Cưa dây xích nhá, cưa dây xích. Giá của nó sẽ là 30k một chiếc nhá. 30k cho một chiếc cưa dây xích như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Ví dụ như là các bác làm thợ làm nghề sửa chữa ống nước này hoặc là các cái công việc linh tinh lặt vặt gia đình này thì bắt buộc phải cần một con cưa như này để các bác dùng để mình cưa này. Nó rất là tiện luôn. Đấy, các cái phần ống nước này hoặc là cây gỗ rồi nói chung là các cái vật liệu khác này. Đó. Đây các bác nhá. Đó, thì con này nó rất là tiện dụng cho các bác sử dụng này. Đấy, các bác có thể cưa ống nước hoặc là cưa cây, cưa gỗ, cưa cành đều ok hết nhá. Đấy, rất tiện dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây. Đấy, người ta còn lắp vào như này, người ta còn cưa được cả cây luôn các bác này. Đây một cái cây gỗ như này. Đấy một cái cây gỗ như này còn cưa phát đứt luôn các bác này. Đấy, đây. Rất là tiện luôn nhá. Cưa gỗ, cưa ống nước thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, cưa gỗ này. Giá rất hợp lý nhá. Đấy, cưa đứt cả cây luồng luôn này, đứt cả thịt đông luôn này.
Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 cho cái cưa dây xích này. Ngoài ra thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái tất nai nhá, tất nai. Tất này thì nó sẽ dài hơn cái tất vỉ kia. Cái này thì dài hơn và một vỉ này của nó chỉ có 5 đôi thôi. Một vỉ này 5 đôi nhá, có màu đen màu trắng, có màu đen màu trắng vỉ 5 đôi. Giá thì sẽ là 85.000 cho một vỉ này. 85.000 cho một vỉ tất 5 đôi như này nhá, bao gồm cho các bác là 5 đôi. Đấy, bao gồm cho các bác là 5 đôi luôn. Đấy, 5 đôi tất nhá. Hàng co giãn 4 chiều, thấm hút nước, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn, dùng thì cực kỳ là thích nhá. Một vỉ một hộp này của nó là 5 đôi như này, có màu đen và màu ghi. Các bác lên cho em là tất hộp nhá. Đấy, lên cho em là tất hộp này, lên cho em là tất hộp 5 này. Đấy, tất hộp 5. Đấy, tất hộp 5 thì bao gồm cho các bác là màu đen hoặc màu ghi nhá, tất hộp 5 nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 85k cho một vỉ như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật rất là nhiều mã hàng mới. Trong đó bên shop về cho các bác cái lô nồi lẩu này, lẩu 2 tầng, lẩu mini rồi cặp lồng hấp rất là đẹp và xịn sò để gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Đây một cái con nồi lẩu mini nhá, đang sôi rất là ác luôn các bác này. Đấy, nồi lẩu mini con này giá sẽ là 150.000. Đường kính của nó là 20cm nhá, 20cm. Đấy. Tiếp theo thì đến một cái con nồi lẩu 2 tầng nhá. Con này 2 tầng luôn, khói ngùn ngụt luôn các bác này. Đấy. Nó sẽ là có một tầng khay hấp như này. Đấy, một tầng khay hấp như này. Đấy, các bác thấy không? Một tầng khay hấp và một tầng thường như này. Đấy, cũng đang sôi ngục luôn. Con này thì đường kính của nó sẽ là 28cm nhá, 28cm. Đó. Tiếp theo là đến một con cặp lồng điện này, cặp lồng điện. Đấy, con này thì nó sẽ có 2 tầng như này. Đấy, cũng sôi ngục luôn các bác này. Đấy, cũng sôi ngục luôn. Đó, đây. Đấy, sôi ngục luôn các bác nhá. Đó, thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng món một cho các bác xem tham khảo. Các bác nào có nhu cầu mua món nào thì có thể liên hệ nhé. Thì đầu tiên nó sẽ là một cái con nồi lẩu 2 tầng đi. Nồi lẩu 2 tầng này. Đấy. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một khay hấp này. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một khay hấp như này. Đấy, nó sẽ có kèm thêm cho các bác là một cái khay hấp như này nhá. Một khay hấp như này các bác có thể đặt lên đây này. Đấy, đường kính của nó thì vào khoảng là 28cm. Một khay hấp này kèm thêm cho các bác là nắp kính như này. Đấy, nếu các bác dùng ăn lẩu thì mình có thể là bỏ cái khay hấp này ra và mình dùng trực tiếp ăn lẩu luôn. Con này thì nó có chống dính luôn nhá. Có chống dính luôn các bác này. Đấy, đun nó rất là nhanh sôi. Con này thì nó sẽ có hai số, số 1, số 2 nhá. Khi các bác bật thì công tắc nó sẽ ở đây này. Đấy, bật là nó sẽ lên đèn này. Đây. Đấy, đèn đỏ lên này. Đấy, số 2 này. Đấy, số 1 này và tắt đi này, tắt đi là đèn nó tắt nhá. Bật lên số 1 là nó sẽ lên đèn này. Số 2 này nó sẽ có hai cấp độ số như vậy nhá. Sôi rất là mạnh luôn. Và con này ưu điểm của nó là hàng chống dính nhá. Hàng chống dính cho nên là các bác sử dụng yên tâm. Đó, hàng chống dính cho nên các bác có thể chiên, rán, xào, nấu được hết nhá. Đó, và rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con nồi lẩu 2 tầng như này, giá của nó sẽ là 230.000 nhá. Lên cho em là lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. Lẩu 2 tầng nhá, giá sẽ là 230.000. Giá rất tốt cho bác luôn. Đây. Đấy, vung viết của nó này, vung kính cường lực này, một khay hấp này, một khay hấp như này. Đấy, và kèm thêm cho các bác là một nồi lẩu như này. Đấy, có tráng chống dính nhá, tráng chống dính này, đường kính khoảng 28cm nhá, 28cm. Đường kính 28cm, siêu dày dẫn và chắc chắn luôn. Hàng sử dụng điện 220V này. Đấy, điện 220V 28cm, công suất của nó là 1000W nhá, 1000W. Hàng dùng cực kỳ là ngon luôn, các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu được hết. Có chống dính nhá. Đấy, có chống dính luôn, chiên rán xào nấu ok. Đó, đây. Rất chất lượng cho các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là em lên cho bác cái con nồi nó sẽ là một cái con nồi lẩu mini nhá. Đây, một con nồi lẩu mini như này. Con này thì cũng sôi rất là ác luôn này. Đấy, có công tắc ở đây, các bác có thể tắt bật ở đây này, tắt đi bật lên này. Đấy. Nó sôi rất khủng khiếp luôn các bác, sôi rất khủng khiếp luôn. Con này sôi rất là mạnh nhá. Các bác có thể dùng để mình ăn lẩu này, nấu mì này hoặc là dùng các công việc đều được nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Sôi rất là ác luôn. Đây. Đấy một con nồi lẩu như này, sôi rất khủng khiếp nhá. Con này thì các bác có thể dùng để chế biến đồ ăn, ví dụ như là nó cũng có chống dính, có thể dán được nhá. Và có công tắc này, các bác chỉ cần bật lên là cho em là xong này. Đấy, đường kính của nó thì con này của nó sẽ là một con nồi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đường kính của nó sẽ là 18cm nhá, 18cm. Đường kính của nó sẽ là 18cm, có công tắc đóng ngắt như này. Đấy, sôi rất là mạnh luôn, kèm dây giếc cho bác đàng hoàng. Hàng cực kỳ là cao cấp nhá. Đấy. Đường kính 18cm. Con này thì nó cũng sử dụng điện 220V nhá. Đấy. Điện thì nó sẽ là điện 220 này. Đây. Đấy, điện 220V này, 450W này và 50Hz nhá. Đấy, điện 220V, 450W và 50Hz. Đó.
Đây, thông số giếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Nó cũng rất là tiện nhá. Lên cho em là nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con nồi lẩu mini như này, giá của nó sẽ là 100 đây. Đấy, nồi lẩu mini. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một con nồi lẩu mini như này nhá. 150.000. Lên cho em là nồi lẩu mini, giá sẽ là 150.000. Rất tiện dụng luôn. Đấy, sôi rất là mạnh. Có công tắc các bác chỉ cần tắt đi như này là xong. Đó, tắt công tắc đi là xong. Đó, nó rất là tiện luôn. Đấy, có dây cắm điện như này. Đấy, con này thì nó sôi rất là dai luôn, tắt công tắc rồi mà nó còn sôi mãi này. Mâm của nó nóng rất lâu nhá. Đây, công tắc em đã tắt nhá, điện đã rút nhá. Đấy, điện đã rút. Nhưng mà con này nó cũng giữ nhiệt rất là khủng khiếp luôn. Đây các bác này. Đấy, công tắc tắt này, điện rút này. Nhưng mà nó giữ nhiệt rất khủng khiếp luôn nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con từ từ đã. Kéo vào dây điện đấy. Giá của nó sẽ là 150.000 nhá. Lên mã cho em là nồi lẩu mini nhá. Điện đã tắt, công tắc đã rút nhá, nhưng mà vẫn sôi rất là lâu luôn. Sôi rất lâu luôn các bác nhá. Đó. Lên cho em là nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là các bác lên cho em cái mã sản phẩm đó là cái cặp lồng điện nhá. Lên mã giúp cho em là cặp lồng điện này. Nó sẽ là một con cặp lồng như này. Một con cặp lồng như này các bác nhá. Đây, một con cặp lồng rất là đẹp này. Đấy. Nó sẽ có 2 tầng. Đây là cái tầng 1 này. Tầng 1 thì các bác cho nước trực tiếp vào đây nhá. Cho nước trực tiếp vào đây, nó sôi rất mạnh luôn. Đấy, sôi rất mạnh luôn như này các bác này, nó đang sôi đây các bác này. Đấy, đang sôi đây, sôi rất là mạnh luôn. Và nó sẽ có công tắc ở đây các bác này, có công tắc ở đây, các bác có thể tắt đi này. Đấy. Tắt đi vẫn sôi ục luôn, bật lên này. Bật lên thì công tắc nó sẽ lên này. Đấy, sau đó thì các bác đun cho nước vào nó sẽ đun sôi thôi. Đây, nó đang sôi này các bác này, đang sôi ục luôn. Thì các bác có thể cho các cái loại ví dụ như là gạo này. Đấy, gạo này rồi cơm canh rồi các kiểu vào đây, cho vào đây thì mình có thể ví dụ cho gạo vào đây là các bác cho thêm nước vào đây nữa là mình có thể nấu cơm trực tiếp ở trong cái khay này được luôn. Đấy, cho vào đây mình nấu cơm trực tiếp được luôn nhá. Nó sẽ là khay inox nhá. Đấy, khay inox giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt và nấu cơm nước rất là ngon luôn, sáng bóng đẹp các bác nhá. Đấy. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 2 tầng và sẽ có 4 cái khay như này. Thì các bác tích trữ đồ ăn này, mang cơm này, mang đồ ăn rồi canh riêu các thứ đi nhá. Các bác để hết vào 4 cái khay này cho em. Đến công ty, nhà xưởng hoặc là đến nơi làm này, các bác chỉ cần là cắm điện vào. Đấy, đến nơi thì các bác cắm điện vào cho em. Đấy, nó sẽ có 2 tầng như này. Các bác chỉ cần cắm điện vào cho em này. Đấy, cắm điện vào. Đến nơi thì các bác cắm điện vào cho em. Sau đó thì mình bật công tắc lên là mình sử dụng thôi. Ví dụ như là các bác mang cơm, mang đồ ăn đi thì gần đến bữa ăn là mình sử dụng nhá. Đấy, nó sẽ là 2 tầng như này. 2 tầng có quai sách như này, cực kỳ chắc chắn, chất lượng mà xịn sò luôn. Đó, chất lượng mà xịn sò nhá. Và con này các bác dùng để mang cơm đến đi làm, đi học ở cơ quan hoặc đi làm hoặc là đi công tác thì rất là tiện nhá. Đấy, 2 tầng như này các bác này. 2 tầng như này. Lúc nào cũng sôi ngục luôn. Lúc nào cũng sôi ngục luôn nhá, rất là tiện luôn. Đó. Thì lên cho em đó là cặp lồng điện nhá. Lên cho em là cặp lồng điện, giá của nó sẽ là 175.000 cho một con cặp lồng điện như này. Đấy, nó sẽ là 175.000 nhá. Lên mã giúp cho em là cặp lồng điện, sôi rất là mạnh luôn. Đấy. Thì con này rất là tiện các bạn, 175.000 cho một con cặp lồng điện như này. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đá mài hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác. Và lô này bên shop về thì giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó, giá rất tốt cho bác luôn. Thì bên em có hai mẫu, nó sẽ là đá đỏ và đá vàng. Đấy. Đá đỏ này thì nó sẽ là độ mịn là 3.000-8.000 và đá vàng này là độ mịn 5.000-10.000. Hàng đều là hàng nội địa Nhật nhá, made in Japan cho các bác. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đây, một cái viên đá mài chất lượng như này các bác này. Đấy. Hàng thì nó sẽ là chữ của nó là in trực tiếp trên đá luôn nhá, chữ in trực tiếp trên đá luôn, hàng nội địa của Nhật này. Thương hiệu Katashiwa, made in Japan nhá, made in Japan. Đó, hàng rất là chất lượng cho các bác và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn, một cái viên đá mài như này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là độ mịn 3.000-8.000 và độ mịn 5.000-10.000, hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Đó. Thì nó sẽ có kèm cho các bác một cái miếng lót như này nhá, một cái miếng lót như này để các bác khi mình mài thì nó khỏi bị trơn trượt nhá. Đấy. Để trên các mặt bằng mình mài thoải mái luôn. Đấy. Hàng vận chuyển từ bên Nhật về thì thi thoảng nó có những viên nó bị gọi là hơi sứt nhẹ như này thì không có vấn đề gì các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là đá đỏ nhá. Đấy, cái này đá nó màu đỏ này. Độ mịn là 3.000-8.000 này. Đấy, hàng thương hiệu Katashiwa, made in Japan. Lên cho em là đá đỏ nhá. Viên đá đỏ này thì giá của nó sẽ là 70.000 cho một viên thôi. Đó, đá mài hàng Nhật nhưng mà giá thì cực kỳ Việt Nam luôn. Đó, viên này thì lên cho em là đá đỏ nhá. Đấy. Lên cho em là đá đỏ này. Giá của nó sẽ là 70.000 cho một viên nhá. 70.000 cho một viên đá đỏ như này. Đấy, 70.000 cho một viên đá đỏ như này các bác nhá. Đó.
Tiếp theo thì các bác lên cho em cái viên này thì nó sẽ là đá vàng nhá. Lên cho em là đá vàng. Đấy, nó sẽ là màu vàng. Giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k. Con này thì độ mịn của nó sẽ là 5.000 10.000 nhá, 5.000 trên 10.000. Đó, 5.000 trên 10.000. Đó. Còn con đá đỏ này thì độ mịn của nó sẽ là 3.000 trên 8.000 nhá, 3.000 trên 8.000. Đây, độ mịn của nó sẽ là 3.000 trên 8.000. Thì lưu ý các bác khi mài thì các bác cứ mài cho em cái độ mịn cao trước, sau đó thì mài cái độ mịn ít trước nhá. Đấy, độ mịn ít trước. Ví dụ 3.000 8.000 thì các bác mài cho em cái phần 3.000 này trước, sau đó thì mình mài lên cái 8.000 này để mình lấy bén nhá. Đấy. Và cái 5.000 10.000 thì cũng vậy, thì các bác mài cho em cái độ mịn 5.000 trước, sau đó thì các bác mài lên cái độ mịn 10.000. Đấy thì độ mịn càng cao thì mài dao càng nhanh bén nhá. Và giá thì bên shop đang gửi từ bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là đá đỏ nhá. Đá đỏ thì sẽ là 70.000 cho một viên như này. Kích thước của nó sẽ là gần 20 nhá, gần 20. Đấy, bản thì rộng là khoảng 4 cm và cao thì khoảng là 3 cm nhá. Bản rộng khoảng 5 cm và cao khoảng 3 cm. Đấy, 2 cm rưỡi 3 cm. Đó. Tiếp theo em lên cho bác đó là kia ổ đúc vàng nhá. Các bác lên cho em là ổ đúc vàng, giá của nó sẽ là 45k cho một con ổ đúc vàng như này, 45.000. Lên cho em là ổ đúc vàng. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng chống va đập thoải mái luôn, chống va đập thoải mái luôn các bác nhá. Đó. Và lá của nó đều 100% là bằng lá đồng hết nhá. Bên trong của nó là lá đồng hết. Ổ đúc chống va đập về nhà các bác xoáy cái bát ốc này ra sau bắt vít vào cho em. Công suất của nó sẽ là 16A 250V, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và giá thì chỉ có 45.000 thôi, 45k. Lên cho em là ổ đúc vàng, giá sẽ là 45.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là một cái con đèn kim. Đấy, giá sẽ là 80k nha. Dòng này thì không có pin nhá. Bên em bán thì không có pin đâu. Cái này em lắp pin vào để em thử cho các bác xem thôi, chứ còn bên em bán là nó sẽ không có pin. Về nhà các bác tự lắp pin nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn này. Rất là đẹp luôn, khi thả ra nó sẽ là nhiều màu như này. Rất là đẹp các bác nhá. Đó, rất đẹp luôn. Và giá thì cực kỳ là hấp dẫn nhá. Đấy, rất nhiều màu sắc như này, rất là đẹp này. Đó. Giá thì sẽ là 80k nhá. Lên cho em là đèn kim, giá của nó sẽ là 80.000. Đó, 80.000 cho một con đèn kim như này. Lên mã cho em là đèn kim, giá sẽ là 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng để trong các cái hệ thống nhà hàng khách sạn. Trong cái hệ thống nhà hàng khách sạn nó dùng để nó sử dụng trong nhà hàng khách sạn nhá, rất là tuyệt vời luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy. Và nó sẽ có những cái que như này để khi mà các bác mở ra thì các bác cắm vào cho em để cho nó thơm nhá. Cái này thì rất là thơm luôn. Đây, nó sẽ có một cái nơ đeo rất là đẹp như này, có một cái nơ này để các bác đeo này. Nơ các bác đeo cái nơ này vào đây cho em này. Đó. Sau đó thì các bác để trong nhà hàng khách sạn. Đấy, phòng ngủ, phòng tắm, nhà ăn, nhà vệ sinh đều được hết nhá. Đó. Thì về nhà các bác giật cái này ra. Giật cái này ra này. Đấy. Giật cho em, mở cho em cái nắp này ra này. Đấy. Các bác mở cho em cái nắp này ra, sau đó thì cái này nó đậy rất là chặt luôn, sau đó thì cắm cái bấc này vào. Đó. Nước hoa khách sạn. Mùi thơm cực kỳ là thơm luôn. Đấy. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu các bác nhá. Đấy, và giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Một cái lọ nước hoa khách sạn như này. Lên cho em là nước hoa khách sạn nhá. Giá chỉ có 30.000 thôi. 30k cho một lọ nước hoa khách sạn như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng dây điện nhá. Đấy. Thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thước rút trước này. Đấy, nó sẽ có cái dòng là thước móc khóa nhá. Các bác lên cho em là thước móc khóa. Chiều dài của nó sẽ là 2m và nhân với lại 6mm nhá. Con này thì có thể cuộn tròn như này được này. Đấy. Hàng này của nó là thép siêu mềm luôn và cái hệ thống lò xo của nó rất là tốt này. Đấy. Các bác thả cái nó phật vào ngay. Đó. Giá thì chỉ có 50k thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. Đó, bên em sẽ về nó có hai màu, màu vàng và màu đồng như này. Đấy, bác nào chọn màu thì báo, còn không thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Nó sẽ có màu vàng và màu đồng như này, rất là đẹp luôn. Đấy. Con này thì nó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay như này thôi. Và chiều dài của nó là được 2m nhá. Nhân với lại bản của nó là 6mm nhá. Số to cực kỳ rõ ràng luôn các bác này. Đấy, dùng rất là ngon, rất tuyệt vời luôn. Thì các bác có thể đeo vào móc khóa này. Để mình sử dụng sơ cua, mình cần lấy kích thước nhanh thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, kích thước của nó là 2m. Giá sẽ là 50k nhá. Lên cho em là thước móc khóa nhá. Có thể đeo vào móc khóa như này được. Lên cho em là thước móc khóa, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao chặt của Đức nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là dao chặt Đức này, một con dao cực kỳ chất lượng luôn. Bản thì dày khoảng 2 ly nhá. Hàng made in Germany này. Đó, dao chặt của Đức nhá. Con này thì chắc là nó nặng khoảng là 4 lạng gì đấy nhá, nặng khoảng 4 lạng gì đấy, rất là nặng luôn, cầm cực kỳ đầm. Con này chặt thì cực kỳ là ngon, thép trắng không gì nhá, dùng cực kỳ là ngon luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng 30 cm. Các bác lên cho em là dao chặt Đức nhá. Đó, dao chặt Đức này. Đấy, dao chặt của Đức mà. Đấy, lên cho em là dao chặt Đức, giá của nó sẽ là 150k nhá. 150.000 cho một con dao chặt Đức như này.
Con này thì rất là đẹp luôn con này. Đấy. Em sẽ thử test thử dọc giấy cho bác xem như thế nào nhá. Đấy. Em đã gieo cho em là dao chặt đứt nhá, để em thử test dọc giấy cho. Đó. Khá là bén luôn con này. Đấy. Dao chặt mà dọc giấy như này là khá là ngon rồi các bạn. Đấy. Bình thường thì nếu mà những con dao chặt thì rất là khó để dọc giấy thôi nhá, tại vì cái bảng của nó khá là dày. Nhưng mà con này dọc giấy ok, tức là hàng rất chất lượng các nhá, hàng rất chất lượng này. Hàng made in Germany. Đó, lên mã giúp cho em là dao chặt Đức nhá. Dao chặt Đức giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Chắc con này thì nặng khoảng 4 5 lạng gì đấy nhá. Đấy, cũng khá là nặng luôn, nặng khoảng 4 5 lạng gì đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Lên cho em là dao chặt Đức, giá của nó sẽ là 150.000, 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tô vít xanh nhá. Các bác lên cho em là tô vít xanh, giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Đấy, tô vít xanh này. Đấy, tô vít xanh, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái vít xanh như này. Đấy, tô vít xanh giá của nó sẽ là 40.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vít, một công nối dài và 30 mũi vít nhá. 30 mũi vít khác nhau. Đó, to nhỏ lớn bé mẹ con, lục giác ba khe đầy đủ hết cho các bác luôn. Con này thì rất là tiện, các bác chỉ cần là lắp vào đầu vít này cho em này, sau đó thì mình sập cái này vào này. Đấy. Cái này thì các bác có thể tùy chỉnh dài ngắn ở đây nhá. Đấy. Tùy chỉnh dài ngắn ở đây để mình sử dụng này. Đấy. Thích chỉnh dài thì được dài, thích chỉnh ngắn thì được ngắn nhá. Đó. Rất là tiện. Đây. Đấy, rất tiện luôn. Và ngoài ra nó sẽ có cả một cái đầu công ngang như này thì các bác có thể lắp vào đây. Lắp vào đây để mình xoáy ngang cho em này, rất là tiện này. Đấy, xoáy ngang. Có cả công ngang luôn. Thì đây nó sẽ là những cái hàng vít phổ thông nhá. Lục giác ba khe mũi khế rồi nói chung là tất cả các loại như này. Đây là các bác dùng để sửa chữa lặt vặt máy tính, điện thoại rồi laptop các kiểu con là điều đều được hết nhá. Đấy là mình sử dụng thôi. Hàng rất chất lượng và xịn sò luôn. Lên cho em là tô vít xanh, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con tô vít xanh như này nhá. Tô vít xanh giá của nó sẽ là 40k. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen quạt. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đây sẽ là một con sen quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt nhá. Đấy. Tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Thì bên shop về thì nó sẽ là một cái dòng sen như này. Con này dùng nóng lạnh thoải mái nhá, dùng nóng lạnh thoải mái luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái này là giúp đóng ngắt trên tay này, đóng ngắt trên tay này, điều chỉnh tăng giảm áp lực nước này. Dây dài 1,5 m nhá. Đấy các bác về các bác kết nối dây vào đây cho em. Dây dài 1,5 m. Có thể ngoắt nghéo này, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Thì con này giá thì chỉ có 100 cành thôi. Con này bên shop bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì khỏi phải bàn rồi. Giúp tăng áp lực nước rất là tốt và dùng nóng lạnh thoải mái. Đây, hàng đóng gói cực kỳ đẹp luôn. Lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Sen quạt này. Tăng áp nhá. Sen quạt tăng áp giá sẽ là 100 cành nhá. 100k cho con sen quạt tăng áp như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác nhá, bình thường mà các bác dùng cái sen thường thì nó rất là yếu. Đấy, nhưng mà dùng con sen quạt này thì nó rất là mạnh. Giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Đây các bác này. Đấy. Có thể ngoắt nghéo này. Điều chỉnh này. Đấy. Nước ra dạng lưới này. Tăng áp lực nước rất là tốt luôn các bác nhá. Đó, cánh quạt quay giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình tắm xịt rửa rất là thích luôn. Dùng cái vòi bình thường thì nó rất là yếu nhưng mà dùng cái sen quạt tăng áp này thì nó khá là mạnh luôn. Và có lõi lọc luôn nhá, có lõi lọc luôn. Đấy, giá thì chỉ có 100 cành thôi. Rồi ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái thảm lau chân nhá. Đấy, thảm lau chân, một cái con thảm rất là đẹp luôn. Kích thước của nó sẽ là 40x60 nhá. Đấy, kích thước là 40x60. Chất liệu của nó thì bằng nỉ nhá, chất liệu bằng nỉ thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Và mặt sau này của nó thì nó sẽ dệt các cái hạt cao su non như này, chống trơn trượt rất là tốt nhá. Một con thảm cực kỳ chất lượng như này. Đấy, máy bo rất là đẹp luôn, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng nhá. Kích thước của nó sẽ là 40x60 nhá, 40x60. Các bác lên cho em là thảm 46 nhá. Màu sắc đẹp trang nhã lịch sự nhá. Đấy, lên cho em là thảm 46. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k nhá. Lên cho em là thảm 46 này. Đó. Thảm 46 giá của nó sẽ là 40k trên một chiếc nhá. 40.000 trên một chiếc thảm 46 như này. Đấy, lên cho em là thảm 46 giá sẽ là 40k. Dòng này thì của nó chất liệu của nó là nỉ nhá, thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Mềm mượt nhá, không bị bong chốc nhá, không bị bong chốc. Đó. Dệt cực kỳ là kỹ càng luôn. Đường máy, đường kim mũi chỉ cực kỳ là đẹp luôn. Lên cho em là thảm 46, bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000 cho một chiếc thảm 46 như này. Đấy. Lên cho em là thảm 46, giá của nó sẽ là 40k. Màu sắc đẹp, trang nhã, lịch sự, toàn những cái màu rất là sạch luôn các nhá. Toàn màu rất là sạch luôn con này. Đấy. Những cái màu này thì rất là sạch sẽ, các bác dùng thì rất là thích. Đó, lên cho em là thảm 46 nhá, màu rất là đẹp luôn.
thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi, gửi màu ngẫu nhiên nhá. Đấy, lên trên là thảm 46 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái liếc mài dao kim cương nhá, liếc mài dao kim cương, hàng nội địa của Nhật đây, toàn bộ chữ Nhật loang hoàng hết này. Đấy, nó sẽ là hàng của Nhật các bác nhá. Đây, đấy, Japan các bác này, Japan, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và con liếc này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000, 130.000 cho một con liếc mài dao kim cương như này nhá, 130k. Con này thì mài dao cực kỳ là bén luôn. Các bác có thể dùng để mài dao, mài liềm này, đây, mài liềm này, mài dao này, rồi mài kéo này, mài liềm, mài dao, mài kéo. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là xịn sò chắc chắn cho các bác luôn. Đây, liếc mài dao kim cương Japan của Nhật này, đó. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Lên cho em là liếc mài dao kim cương nhá. Đấy, liếc mài dao kim cương, liếc mài dao này, đó, liếc mài dao kim cương nhá, kim cương. Đó, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k cho một con liếc mài dao kim cương, lên cho em là liếc mài dao kim cương, giá sẽ là 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm là cưa lách nhá, cưa lách, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đó, hàng nội địa của Nhật made in Japan đây các bác này. Đó, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, made in Japan nhá. Con này thì các bác dùng để cưa cây, cưa cành này, bác làm bonsai hoặc là cưa cây, cưa cành cực kỳ là ok. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là cưa lách nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k cho một con cưa lách như này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là cưa lách, giá của nó sẽ là 40k. Đó, lên mã giúp cho em đó là cưa lách nhá. Đấy, lên cho em là cưa lách này, cưa lách, giá của nó sẽ là 40k trên một em cưa lách như này nhá, 40.000. Lên mã cho em là cưa lách nhá, giá sẽ là 40k. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái kéo tròn nhá, lên cho em là kéo tròn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, con này thì cực kỳ là ngon, chất liệu của nó sẽ là một cái dòng thép, nó sẽ là một cái dòng thép lì các bác nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dòng thép lì như này. Đấy, thép không dỉ và nó là dòng thép lì nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mình mở nắp chai này. Đấy, cái phần này để mở nắp chai này, kẹp cua ghẹ này, rồi là dùng để cắt rất là ngon luôn, dòng kéo cực kỳ là ôm. Và con này nó có thể tháo ra làm đôi để các bác có thể dùng để vệ sinh được nhá, vệ sinh được. Đó, thép của nó là thép lì, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, made in Japan con này, đây, made in Japan. Đó, made in Japan nhá, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. Lên cho em là kéo tròn này, giá sẽ là 120.000. Các bác có thể là sử dụng tháo rời ra được nhá, tháo rời ra được. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Và đây thì nó sẽ có một cái khay tròn như này để các bác có thể là vặn rồi mở các cái nắp chai, nắp chiếc cực kỳ là đẹp luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn nhá. Con này thì bền vĩnh cửu luôn. Các bác dùng thì khỏi phải nghĩ nhá. Đấy, ở đây nó sẽ có cái phần khuyết như này để các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá này. Đấy, hoặc là cái này dùng để đánh vẩy cá này. Đấy, rất là ngon luôn. Lên cho em là kéo tròn nhá. Kéo tròn, giá của nó sẽ là 120.000. Đấy, lên cho em là kéo tròn này. Kéo tròn, giá của nó sẽ là 120k nhá. 120.000 cho một em kéo tròn như này. Đây, các bác lên cho em là kéo tròn này, giá sẽ là 120.000 các bác nhá. 120.000 cho các em kéo tròn như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bảng tô nhá. Các bác lên cho em là bảng tô. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 cho một con bảng tô như này. Đấy, 50.000 cho một con bảng tô, có kèm cả bút cho các bác luôn nhá, có kèm cả bút cho các bác luôn. Lưu ý các bác là khi mà các bác sử dụng ấy thì khi các bác sử dụng thì các bác bật cái phần công tắc đằng sau này lên cho em này, bật công tắc đằng sau này lên. Đấy, sau đó thì khi các bác sử dụng thì đây, đấy, các bác chỉ cần nhấn tắt đi này là xong này. Đó, nhấn tắt đi này cho em là xong. Nhấn nút xóa này là xong nhá. Đấy, bật mở khóa này, sau đó thì mình nhấn tắt đi này cho em là xong này. Lên cho em là bảng tô nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k cho một con bảng tô như này, 50.000 nhá. Đấy, 50.000 cho một con bảng tô này, rất là tiện luôn. Các bác có thể dùng để tô vẽ thoải mái. Tô vẽ thoải mái, không thích mình ấn nút xóa này là xong. Đó, lên mã giúp cho em là bảng tô, giá sẽ là 50k nhá. Con này rất là tiện luôn. Các bác lên YouTube hoặc lên TikTok các bác gõ là shop Phạm Huấn nhá. Đó. Shop Phạm Huấn này. Đấy. Shop Phạm Huấn nhá. Đó. Đây. Con này rất là ok luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái kem đánh răng nhá, kem đánh răng. Thì bên shop có hai mẫu, đó là kem đánh răng Nhật và kem đánh răng của Hàn Quốc. Thì đây là cái kem đánh răng Nhật các bác này. Đây. Đấy. Hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này, niêm phong các bác nhá. Đó. Đây, cái chữ này của nó sẽ là chữ made in Japan này các bác này. Đấy, chữ made in Japan đây.
Về nhà các bác cứ lên Google dịch là chữ Made in Japan này, nặng 170g nhá, 170g. Hàng thì niêm phong nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, khi em gửi cho các bác thì có thể là nó bị đè bẹp, nó sọc sạch, thì cái đấy thì các bác cũng thông cảm. Đây, và con này thì bên trong của nó sẽ không có niêm phong đâu, nó sẽ như này thôi. Nó sẽ không có niêm phong miệng nhá, không niêm phong miệng. Hàng thì chất lượng của nó cực kỳ là ngon luôn. Đấy, con này thì chuyên chống viêm nếu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu trên răng. Đó, nó sẽ là một cái dòng kem đánh răng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là kem đánh răng Nhật nhá. Đấy, con này thì đây, cái màu hồng này, đó, chuyên trị viêm nếu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Giá thì sẽ là 70k nhá. Lên cho em là kem đánh răng Nhật nhá. Giá của nó sẽ là 70k cho một típ kem đánh răng Nhật như này. Đấy, dung tích của nó là 170g. Dòng này thì chuyên trị viêm nếu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70k cho một lọ này. Dung tích của nó sẽ là 170g nhá. Dung tích của nó là 100. Lấy cho em cái lọ, anh cái lọ kem Hàn này. Đấy, thì nó đây. Kem Hàn này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 170g nha, và giá sẽ là 70.000. Lấy cả màu hồng luôn, màu đỏ luôn. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái dòng sản phẩm đó là kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng Made in Korea này. Made in Korea, hàng của Hàn Quốc đây. Đấy, Made in Korea. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ cũng không có niêm phong luôn, nó cũng giống con kia không có niêm phong anh em nhá. Đấy, không có niêm phong đâu. Đấy, con này thì chuyên để làm trắng răng nhá. Tỷ lệ làm trắng răng là lên tới 93%. Đấy, lên tới 93%. Bác nào bị răng ố, răng vàng rồi các loại răng bị xỉn nha, các bác dùng con này cho em. Đây, Made in Korea con này, Made in Korea, hàng của Hàn Quốc, chuyên làm trắng răng nhá. Đây, Made in Korea các bác này. Đó. Giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Nó sẽ có hai màu này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi, cái màu này nó không có quan trọng đâu. Đó, kem đánh răng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 50.000 cho một típ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái cọ nồi nhé, các bác lên cho em là cọ nồi. Con này thì các bác chuyên dùng để mình kỳ cọ nồi xong rồi các loại đều được hết nhá. Giá sẽ là 15k trên một cái cọ nồi như này, và bác nào lấy từ 3 cái thì giá sẽ là 40k cho 3 cái nhá. 40.000 3 cái, còn lẻ sẽ là 15.000. Về nhà các bác xoáy cái này ra cho em. Sau đó thì mình cho dầu rửa bát vào đây, Đấy, và các bác sử dụng như bình thường thôi. Đấy, khi các bác sử dụng thì các bác nhấn như này cho em này, nhấn này cho em để cái dầu rửa bát nó sẽ ra nhá. Dầu rửa bát nó sẽ ra. Đó. Các bác cứ nhấn này cho em, là cái dầu rửa bát nó sẽ ra ở ngoài này. Và các bác dùng để mình kỳ cọ đánh rửa xong nồi bát đũa rất là sạch. Đặc biệt là bác nào tay chân bị dị ứng với các loại nước rửa thì mình không cần phải động tay vào nữa. Đấy, một tay mình cầm bát đũa còn một tay mình cầm như này, mình không cần phải cầm vào cái bú rác nó sẽ bẩn. Đấy, giá sẽ là 15k một chiếc, và bên shop bán là nếu lấy từ 3 cái trở lên thì giá của nó sẽ là 40.000 cho 3 chiếc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bát úp mì đây. Đây mã treo là bát úp mì. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là một cái dòng bát siêu tiện dụng luôn. Bên ngoài của nó thì nó sẽ là bằng nhựa ABS nguyên sinh, cực kỳ dày dặn chắc chắn và chống nóng nhá. Chống nóng cho các bác luôn. Đấy, chống nóng luôn cho nên các bác dùng rất là ngon. Và bên trong của nó thì nó sẽ là bằng inox 304 dày dặn chắc chắn. Đấy, rất là ngon luôn. Dung tích của con này thì nó vào khoảng là 600ml nhá. 600ml dùng để pha một bát mì là thoải mái luôn. Ngoài pha mì thì các bác có thể dùng để đựng đồ ăn này, đựng thực phẩm này, rồi đồ ăn bỏ vào trong tủ lạnh này, rất là tiện. Các bác có thể mua 2-3 cái này, ví dụ như là thực phẩm thức ăn thừa các bác bỏ vào đây cho em để mình bỏ vào tủ lạnh này. Hoặc là mang đồ ăn đi học, đi chơi, đi làm đều được hết nhá. Nắp của nó cực kỳ khít luôn. Đấy, nắp rất là khít, nắp này ôm lắm. Đấy, các bác có thể dốc ngược này đồ ăn cũng không ra nhá, còn nước thì nó vẫn chảy, tại vì nó không phải là giòn thì nước vẫn chảy, còn lại là đồ ăn đồ khô thì thoải mái các bác bỏ luôn, giữ hơi tốt rồi không bị lắng ra ngoài, nó rất là đẹp luôn, bên trong bằng inox sáng bóng nhá. Đấy, lên cho em là bát úp mì, giá thì sẽ là 50k nhá. Bát úp mì giá của nó sẽ là 50k cho một chiếc bát úp mì như này nhá, 50.000. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái xịt chống thấm các bác nhá, xịt chống thấm. Con này thì cơ chế của nó là xịt nano nhá, xịt nano. Đó, và con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Chuyên chống thấm trên các cái bề mặt thấm rột hoặc là tường tiếc bị nứt các bác nhá. Đó. Lên cho em là xịt chống thấm, giá của nó sẽ là 50.000. Đó, các bác lên cho em là xịt chống thấm này. Xịt chống thấm nhá. Đó. Xịt chống thấm, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái bình xịt chống thấm như này. Đấy, lên mã cho em là xịt chống thấm, giá của nó sẽ là 50.000. Con này thì rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng trong các cái ứng dụng như là mái tôn này, trần nhà, tường các thứ bị nứt thì thấm rột thì các bác dùng cái này cho em. Đó. Đến 10 năm chuyên nhân.
Đây là bình xịt chống thấm rột nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị rột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người. Khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nóng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Bình xịt nano chống thấm rột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Okay.